Này em với anh mà có về chung á là tự chủ tài chính anh có thể nuôi nổi em không? Về với em thì ở dưới đó không không chạy xe không được. Giờ ví dụ như em lên Sài Gòn với anh, ý em ở là cái tài chính đó anh có thể lo nổi cho em không? Tại vì 2 năm nữa là gái em ra trường thì em có thể là nuôi gái em 2 năm nữa, sau này là anh chỉ cần nuôi em thôi, đâu cần nuôi con em nữa. Anh có nuôi nổi em không đó? Nổi nổi chứ, Có nhà riêng cho anh hay là phải hai chồng phải ở nhà trọ? Có nhà riêng, Dạ có nhà nhà của bà chị á. dạ chứ ở dưới quê em là em đã tự chủ rồi đó, em đã là chủ có ngôi nhà rồi đó. Em nói anh nghe nè, ví dụ như trong cuộc sống á, tiền nó không là chánh, nhưng mà đôi khi trong cuộc sống không có tiền là không được. Đôi khi mà về vợ chồng với nhau là cơm áo gạo tiền nó đủ thứ chuyện để lo đó, anh có lo nổi cho em không? Em tên Đặng Quốc Trung, năm nay 44 tuổi, đang sống thành phố Thủ Đức. Làm công việc gì Trung? Làm xe ôm công nghệ. À, Trung ở Thủ Đức với ai? Hưởng với mẹ hai đứa cháu. Mẹ với hai đứa cháu. À. Rồi quê Trung ở đâu? Quê em ở Đà Nẵng. Đà Nẵng. Mình vô thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Em vô thành phố Hồ Chí Minh 27 năm rồi. 27 năm rồi. Rồi mời nhà gái. Mời nhà gái giới thiệu về mình nào. Dạ em chào chị Ngọc Lan ạ. À. Em chào anh Quỳnh Linh ạ. À. Dạ chào anh Bên Bản. Dạ chào khán giả, lại chào trân trọng và sức khỏe ạ. À. Dạ em tên là Phạm Thị Mộng Quyền, sinh năm 85. À, hiện tại em đang sống và làm việc ở thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang ạ. À. Chị Quyền đang làm công việc gì? Dạ em đang kinh doanh buôn bán ạ. À. Ưu điểm khuyết điểm của mình là gì Trung? Ưu điểm em biết nấu ăn với sửa sơ sơ gì mấy vi tính. Sửa sơ sơ thôi hả? Chứ không sửa được. Không sửa nhiệt tình hả? Không có rành về phần mềm thì về phần cứng thì em biết. Em có tật xấu gì không? Tật xấu thì ngủ ngáy hay nhậu nhẹt rồi bê tha rồi thức khuya dậy sớm rồi này kia không? Nhậu nhẹt thì không có rồi. Hút thuốc. Hút thuốc thì có. Có nhiều không? Hơi nhiều. Có, đó là cũng là tật xấu đó nha. Hút nhiều quá nó hại bản thân thôi nha. Dạ dạ. Rồi. Có, nhà trai tôi vậy á. Chào nhà gái. Dạ em chào anh. Ừ. Thấy nhà gái thì sao ạ? Được. Dễ thương ha. Dễ thương, cười tươi hơn nhà trai hiền hơn chút. Đó, rồi bây giờ nhà gái cho nhà trai biết là ưu điểm và khuyết điểm của mình như thế nào nè. Dạ ưu điểm của em á là đảm đang nè. À, vui vẻ, hòa đồng nè, biết quan tâm chăm sóc cho gia đình. Còn khuyết điểm của em là hơi khó tính với hơi thẳng tính. Khó tính là thẳng tính là mệt đó nha. Dạ em cũng thẳng tính. Em cũng thẳng tính đó hả? Dạ. Hai người thẳng tính là banh luôn á. Nhiều khi thẳng tính sơ sơ thôi. Sơ sơ, cái gì cũng sơ sơ hết trời. Ở Cai Lậy hả? Dạ. Vậy là gần nhà Quỳnh Linh rồi đó. Dạ. Ừ. Cai Lậy là mình buôn bán ở mặt tiền quốc lộ hay là ở xã nào vậy em gái? Dạ em ở xã Mỹ Phước Tây anh. À, em gần Tây. Chợ. Dạ. Bên kia là sửa máy tính hả? Bên kia dạ. Sửa máy tính sơ sơ. Bên đây là kinh doanh nét hả chị? Đúng không? Dạ đúng rồi. Trời ơi. Bây giờ cái tiệm nét tới 60 máy ông sửa được không? Chết rồi, cũng sơ sơ thôi mà chắc sửa được máy. Cái này em sửa luôn quá. Hả? Chắc em sửa luôn quá. Bên đây cũng sửa sơ sơ. Sửa 20 cái máy bên nhà kia có lấy tiền không? Nếu mà người yêu của em thì lấy làm gì? Câu này được. Hợp lý nha, thực tế nha. Rồi bây giờ mình nói một chút xíu về đường tình duyên lúc trước đi. Sao cô gái? Dạ chị, em đã có trải qua được 2 mối tình rồi. Cuộc hôn nhân đầu của em á là cách này lúc em 20 tuổi. Lấy nhau về được 3 năm rồi tụi em ly hôn. Hiện có 2 bé gái đang sanh đôi, đang học đại học năm 2. Mối tình thứ hai là chúng em tìm hiểu nhau được 4 năm, sau đó cảm thấy không hợp, chia tay này cách này khoảng 1 năm. Vậy là em có gia đình rồi. Dạ đúng. 2 đứa con thì đang ở với em hả? Dạ đúng rồi, đang vậy ở với em. Quá giỏi. Đang học đại học năm 2. 20 cái máy vi tính mà lo cho 2 đứa học đại học là giỏi lắm rồi đó. Quá giỏi. Rồi vậy là kết hôn mà chia tay lâu lắm rồi, con gái học đại học rồi đó. Dạ. Còn em sao? Em hiện tại em độc thân, có một mối tình cách đây lâu lắm rồi. Lâu là lâu bao lâu? Hồi em còn 21-22 tuổi á, yêu thời trẻ trâu á. Yêu gì sớm vậy? Rồi yêu mấy năm? Yêu khoảng mấy tháng à. Yêu cũng mấy tháng hả? À, người ta thấy em nghèo người ta bỏ. Mới nắm tay nắm chân người ta chưa? Dạ có. Có hung chưa? Có rồi. Có rồi. Thì cũng nhanh quá, mấy tháng cũng làm được ghê luôn. Không tiền khô luôn vậy đó. Bây giờ cô đây là có 2 người con rồi, em đồng ý không? Miễn là yêu thương nhau được rồi, không lừa dối trong tình cảm chung thủy được rồi. Lừa gì nữa, lừa không có lừa đâu, yên tâm đi, về lo tiệm nét cho anh ta là được rồi nha.
em mong muốn có người bạn trai như thế nào? Dạ, ví dụ như người bạn trai của em á, em muốn là người đó phải có trách nhiệm với gia đình, biết chăm lo quan tâm cho gia đình này kia nọ, có công việc ổn định, phải tự chủ được tài chính nữa. Ừ. Dạ. Hiền như ảnh được không? Dạ hiền thì chắc được rồi, tại vì nếu như ảnh hiền như vậy là giống ba em rồi, ba em hiền. Nhưng mà nếu như mà nó đi kiếm một người vợ hiền thì chắc em chừng 50. Chứ em hiền lại không có hiền. Đó, thấy chưa, tao nói thẳng vậy luôn đó. Được không? Hiền mỗi lần nóng đâu dám nói gì đâu. Ông này mà nghe lộn với ông tức chết. Đi với ai? Đi với em. Bạn, bạn về em. Rồi, chào nhà trai, nhờ nhà trai cho chút ý kiến ạ. Lúc nào anh cũng vui vẻ hòa đồng, mà thích cái chỗ của ảnh là luôn giúp đỡ mọi người ấy chị. Khi hàng xóm cần thì ảnh lúc nào cũng qua giúp mà ổng không có lấy tiền. Ổng bình thường ổng hiền vậy đó hả? Dạ. Có dễ bị ăn hiếp không? Thì ăn hiếp em cũng chưa thấy chị. Mà muốn ăn hiếp ổng cũng được, tại ổng hiền quá ăn hiếp gì. Ăn hiếp tức á. Ăn hiếp tức á. Rồi, cảm ơn. Rồi, cảm ơn nhà trai. Nhà gái đi với ai nè? Dạ em đi với con gái em, với ba với mẹ em. Rồi, chào gia đình nhà gái. Dạ. Chào bác. Rồi, xin mời nhà gái có ý kiến ạ. Tôi là cha của Ngọc Huyền. Theo như cha thấy á, bạn trai nó ngay thì cũng chưa có gia đình, nhưng mà cháu là mấy người anh em con? Dạ, hiện tại bây giờ ở Sài Gòn thì nhà ở thì có hai đứa cháu gái. Anh chị em thì bốn người, còn ông anh hai ông chết rồi, còn bà chị ba là bà ở Long Khánh, còn nhà thì ở bên Thủ Đức, là nhà đó bà chủ sở hữu cái căn nhà đó. Là em không ai hỏi ai chủ sở hữu, hỏi mấy chị em thôi, em chị ở thôi. Ừ. Cha thấy thì vậy đó, cũng tùy theo cái ý của con, chứ nói ngay cha thì cũng không có lời lẽ gì nhiều. Anh thấy rể này hiền không? Thấy thì cũng hiền, nhưng mà con thì suy nghĩ lại, bởi vì nói ngay á, hồi đó thì bác cũng có mua cho Huyền ở Mỹ Phước Tây, đất Mỹ Phước Tây rồi. Yeah. Giờ nói ngay y cũng có đất rồi, có kinh doanh ở đó rồi, thì yeah, giờ về thành phố thì chắc cũng hơi khó, nhưng mà tùy theo cái ý của con. Yeah. Giờ Huyền về là nói ngay là nhà có rồi, y cũng kinh doanh mua bán rồi làm phòng thì nét nếu được. Mà nói ngay cũng được, đủ thứ à. Nếu được con xuống dưới đó ở, con dẫn bà già đi theo chăm sóc bà già. À, vậy thì con nói vậy thay vì cái lời đó thì con của bác hỏi, nhưng mà bác nói thì con nghe vậy rồi thì Huyền bên đó nó cũng nghe. Dạ dạ. Ờ, vậy thì tùy theo con của bác. Dạ, con cảm ơn cả nhà. Rồi, cảm ơn nhà gái. Rồi, bây giờ thì cho đôi trẻ gặp nhau nè. Hai bên gặp nhau thì tính sao? Mở rào. Tới đầu đi. Gì mà bự quá vậy nè. Hả? Món gì tặng ta nói nha. Chào em. Dạ, em chào anh. Em có món quà tặng anh. Dạ, em cảm ơn. Tặng cái gì nói luôn đi. Tặng gốc có bông cho em. Dạ, em tặng cho anh cái ví ạ. Ví dụ nếu như em với anh mà có tiến tới hôm sau nữa, em sau này em mong anh là, ví dụ như tài chính là em sẽ là người quản lý ạ. Dạ, dạ. Mới vô đòi quản lý tài chính rồi hả? Không sao. Không sao đâu. Phụ nữ quản lý tài chính thì bình thường. Người ta quản lý, người ta không cho mình tiền người xài rồi sao? Thì ăn cơm nhà thôi. Anh thấy em như thế nào? Em thấy em cũng xinh. Em cảm ơn. Ví dụ như sau này em với anh mà có về chung á, là tự chủ tài chính, anh có thể nuôi nổi em không? Về với em thì ở dưới đó không chạy xe không được. Giờ ví dụ như em lên Sài Gòn với anh, ý em hỏi là cái tài chánh đó anh có thể lo nổi cho em không? Tại vì 2 năm nữa là con gái em ra trường, thì em có thể là nuôi gái em 2 năm nữa, sau này là anh chỉ cần nuôi em thôi, đâu cần nuôi con em nữa. Anh có nuôi nổi em không đó? Nổi chứ. Có nhà riêng chưa anh? Hay là phải hai chồng phải ở nhà trọ? Có nhà riêng. Dạ. Cái nhà của bà chị á. Dạ. Chứ ở dưới quê em là em đã tự chủ rồi đó. Em đã là chủ có ngôi nhà rồi đó. Em nói anh nghe nè, ví dụ như trong cuộc sống á, tiền nó không là chánh, nhưng mà đôi khi trong cuộc sống không có tiền là không được. Đôi khi mà về vợ chồng với nhau là cơm áo gạo tiền nó đủ thứ chuyện để lo đó. Anh có lo nổi cho em không? Lo nổi.
Ví dụ như em anh sau này về anh muốn có con không? Có chứ em. Có ha. Có chứ. Dạ. Sau này em lớn tuổi rồi là em mần không nổi nữa là anh phải nuôi á. Nuôi chứ. Rồi con mày con tao anh nghĩ như sao? Con mày con tao đâu quan trọng. Quan trọng á chứ sao không quan trọng được. Nhưng mà đối với anh là khác. Con em cũng như con anh thôi chứ đâu có phân biệt gì con anh con em đâu. Bây giờ đứng lên chung, đứng lên. Ở đây. Nắm tay cô gái đứng lên coi nào. Đó. Nắm hai tay. Đó, nhìn thẳng mắt của em gái coi. Nhìn đó, nhìn kỹ chưa? Kỹ rồi. Kỹ rồi hả? Thấy được không? Thấy được. Hả? Thấy được. Được cái gì? Được yêu. Bắt đầu từ ngày mai là chạy xe gửi tiền về cái lại được chưa? Thì chừng nào thành vợ đi mà gửi. Trời trời. Vợ mới gửi hả? Người yêu gửi được chưa? Yêu thì quen lâu đi. Lâu là bao lâu? Bao lâu thì gửi tiền được? Thì 2-3 tháng. Quen 2-3 tháng nhớ gửi tiền cho người ta nha. Nhớ nghe 2 tháng nữa nha. Vậy em cũng gắn 2 tháng nữa ha. Đó. Thôi bây giờ đó, hát tặng cho em gái một bài đi nào. Hát đám cưới nha. Rồi anh hát em nghe đi. Trai tài gái sắc đôi mình ra nhất, là trên sông dưới để đâu thì có ai bằng. Yêu em những mấy mùa trăng, đến lúc tiến truyền 100 năm. Chuyện này anh quyết cưới em liền tay, đàn trai mưa mâm theo sau em bước đêm ra dâu. Ngày làng trong sáng cầu sang ánh sáng, đây tới em chiếc nhẫn vàng. Ôi dù qua xa em ơi, tiệc gần đi mừng cùng nón ly. Ngày vui vui thì đừng ngờ chi 1, 2, 3 vô hết ly. Vậy là hát chưa? Hát rồi. Hát rồi hả? Thật ra thế này nè, nãy giờ vẫn chơi thôi. Chứ em trai rất là dễ thương nè em gái. Anh thấy đây là một người rất là chân tình, thành thật. Anh nói thật hết cỡ luôn đó. Hay đứng sát bên coi hợp coi coi. Đứng sát bên coi. Nắm tay để thử coi coi hợp không. Được hai bác thấy hợp không? Hả? Dám hùng cái không? Dạ. Ngại. Chàng rể này là an tâm đó bác ha. Rể này an tâm luôn á. Em có hứa gì với hai bác không? Để cho bạn gái. Đây là có con gái của chị nữa đó. Đúng rồi, có con gái nó ngồi nữa kìa. Đó, bây giờ hứa gì gia đình đi, nếu mà được đến với bạn gái này thì con hứa với hai bác, hứa với con gái là mình làm gì cho người phụ nữ này? Yêu nhau thật lòng, không giả dối, chung tình. Con có nhiều tiền đưa cho vợ không hết. Rồi, được rồi. Ok, thôi về chỗ đi. Chúng ta sẽ đưa ra quyết định nha. Hai anh chị sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1 2 3. Bấm đi em. Rất là... Bấm đi Huyền. Tạo cơ hội cho bạn ấy đi, bạn ấy thật lắm đó. Bấm đi. Người đàn ông này có thể làm cho chị an tâm. Ừ. Anh ấy có thể đỡ đần được cho chị. Bấm đi Quyền. Không được rồi. Thật ra anh rất muốn Huyền bạn gái bấm đó, để tìm một cái người thật lòng với mình, để lo lắng cho mình trong những lúc mà trái gió trở trời hay gì đó thì cũng khó lắm á. Thì sao lại không bấm Huyền? Tại em thấy là con tim em thật sự là nó chưa có rung động. Thôi, tim chưa rung động thì thôi ha. Bây giờ nè, em có buồn gì không? Cũng hơi buồn. Hơi buồn. Rồi, hỏi những ai hợp, phù hợp với bạn Trung, hãy gửi thư về cho chúng tôi thông qua chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Ai phù hợp với bạn Huyền, hãy gửi thư về chúng tôi nhé. Thôi rồi. Dạ tôi hỏi bạn có thiếu một phần nào không? Đầy đủ. Mắt có mắt, mũi có mũi, miệng có miệng, tay chân đầy đủ. Còn cái gì để ở nhà thì tôi không biết nữa. Thiếu tình yêu thôi, khiếm khuyết về tình yêu. Đây nhìn kỹ mặt cứ coi.
em tên là gì? Dạ em chào chị, em tên là Bùi Thị Mỹ Khanh. Hiện tại Mỹ Khanh đang làm công việc gì? Em đang làm chuyên viên tư vấn cho công ty luật. Nhân viên tư vấn luật già căng à nha. Em nói là cẩn thận nha anh Linh nha. Tôi sẽ mời chàng trai bên đây ra xem có cần tư vấn về luật hôn nhân gia đình hay không. Xin mời chàng trai của tôi xuất hiện nào. Trời ơi, ông đang chạy lòng hả? Bạn tên là gì? Em tên là Lê Minh Thông. Bạn đang làm gì? Em là giáo viên. Giáo viên? Giáo viên dạy môn gì? Em đang dạy cấp 2, dạy môn vật lý. Một thầy giáo dạy vật lý, đẹp trai, rất là lịch lãm. Bên đó không biết là như thế nào. Bên đây hả, là một cô bé rất là nhỏ nhắn, xinh xắn. Có 8 mắt, ô quên lộn, có 4 mắt. Như vậy thôi, còn muốn nữa thì phải từ từ mà tìm hiểu đi chứ. À em nè, em có bạn trai chưa? Em thì có quen một người. Có một người một đó thôi hả? Hai bên thì cũng hơi có tình cảm với nhau. Tại sao lại không tiến tới nữa? Tại kiểu không hợp với chị. Em là kiểu nóng tính, nóng hơi tính. Bảo thủ. Với lại kiểu người ta thì tốt theo kiểu là quan tâm quá. Có nghĩa là quan tâm quá đến mình cũng cảm thấy bực bội. Cảm thấy như không được tự do. Lúc đó mình cũng còn ham chơi. Lúc đó là bao lâu rồi? Một năm trước. Một năm trước, thế bây giờ em nghĩ em đã chững chạc chưa? Sau khi mà mình nghĩ lại thì mình thấy là mình cũng hơi quá đáng. Thế bây giờ em đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò ngày hôm nay, em mong muốn điều gì ở chương trình? Em mong muốn là quen được một người mới để có một mối quan hệ mới. Người ta rất chân thành muốn đến với chương trình để tìm được một người bạn trai. Thì bên đó... Tôi thấy bên đây khá nghiêm nghị ha. Thầy giáo mà, bạn đã có người yêu lần nào chưa? Nói về người yêu chính thức thì chưa. Giống dạng là mình đơn phương thôi. Mấy mối tình rồi? Cũng được 2. Rồi thí dụ giờ bạn yêu bạn gái bên kia, bạn có dám nói không? Chắc có lẽ... Không luôn. Để nói sao? Hả? Nói sao là chừng nào mới nói? Chừng nào cảm thấy là cái thời gian nào đó phù hợp mình sẽ nói. Tức là bạn rất là e về ngại ngùng đúng không? Dạ. Này tính phụ nữ chứ không phải đàn ông. Đàn ông thì mạnh mẽ là chứ yêu là yêu phải yêu quyết liệt. Vậy hèn chia ế là đúng rồi. À xin hỏi, hỏi nè, yêu đơn phương vậy thú vị không? Cũng có một chút thú vị. Chẳng hạn như là nếu mà tao không yêu mình thôi. Cái gì mà có cũng được, không có thì thôi là sao trời. Người ta bên đây là người ta chân thành, người ta đến với chương trình là người ta mong muốn được. Còn mà có thì cũng được, không có thì thôi ở nhà cho rồi, đến đây tìm bạn gái chi trời. Không được em, chị thấy là thấy mất điểm mà chị thấy không được rồi đó. Bây giờ chị hỏi em nè, bây giờ em đến với chương trình thì em có đặt ra cái mục tiêu cái mẫu người đàn ông của mình là như thế nào không? Em thì thích kiểu năng động. Rồi bên đây không có. Không có năng động. Rồi kiểu chín chắn. Chín chắn thì bên đây quá chín chắn. Tôn trọng và hiểu mình. Quá tôn trọng em. Em thích yêu thì yêu, em không yêu thì thôi. Bạn nghe bạn gái kia nói gì, bạn suy nghĩ gì? Em thấy thấy căng không? Cũng có một chút xíu căng thẳng. Chút xíu căng thẳng hả? Mẫu người yêu lý tưởng của bạn là hình dạng như thế nào? Cũng đơn giản lắm, không có cầu kỳ hoa mỹ gì hết. Chỉ là dễ nhìn, ăn nói duyên dáng. Bây giờ mình chưa thấy duyên dáng không? Dạ cũng có gì. Rồi sao nữa? Cao, lùn hay mập? Cao thì cũng khoảng 1m6 được rồi, không cần cao lắm. Vậy ha, có 1m6 rồi ha. 1m5 được không? Ví dụ bây giờ ta có 1m50 thì sao? 1m5 luôn. Mời rất là yêu bạn, thậm chí 1m4 á. Bạn có yêu không? Chưa biết được. Ôi ông này khó quá à. Lên nè. Hả? Lên khai thác với bạn trai bên đây, bạn trai bên đây lạ lắm. Bây giờ nè, điểm gì mà bạn không thích ở bạn gái? Nói nhiều quá. Đây ta tư vấn luật, ta phải nói chứ giờ sao trời. Bên kia nói hoài luôn đó. Rồi. Nói sao ta hiểu. Điểm thích nhất ở bạn gái là gì? Khi mà gặp bạn bè của em á, nói chuyện hợp lý xíu. Hợp lý? Quá vô duyên. Khó quá. Bạn có tính cách là chị thấy rất quấn. Thích á thì thích người bạn gái là ít nói. Nhưng mà khi mà gặp bạn bè của ảnh á thì nói chuyện sao cho có duyên một chút xíu. Gặp ảnh là không cần nói, gặp bạn ảnh thì nói. Rồi bây giờ em nói về ngoại hình đi. Chị qua chị coi được hay không, mà không được nữa mình chia tay sớm mất đau khổ em ơi. Em cũng không có cái chuẩn gì đâu, nhưng mà trên 1m7 thì tốt. Hả? Thì tốt. Em không có chuẩn gì đâu mà trên 1m7 thì tốt. Rồi tiếp. Dễ nhìn. Dễ nhìn là sao? Bây giờ em tháo cặp mắt kính ra là em không nhìn thấy được là khó nhìn. Còn mang mắt kính vô là dễ nhìn. Là kiểu không có bị thiếu bộ phận nào. Bên đây thiếu 3-4 bộ phận đó. Thôi, để em qua em coi coi. Chờ em chút xíu. Giờ tôi hỏi bạn có thiếu bộ phận nào không? Đầy đủ. Mắt, mũi có mũi, miệng có miệng, tay chân đầy đủ. Còn cái gì để ở nhà thì tôi cũng không biết nữa. Thiếu tình yêu thôi, khiếm khuyết về tình yêu. Đây nhìn kỹ mặt cái coi, thầy giáo nghiêm khắc quá, nghiêm nghị quá. Nãy giờ bóp nát cái tay rồi kìa.
Ủa đem cặp đi đâu vậy? Chiếu anh đi dạo. Trời ơi trời, đi coi mặt còn kết hợp với công việc nữa. Coi như nếu mà tới đây coi mặt mà hẹn hò thì một chút đi chơi, còn nếu mà không được là ngồi đi dạy luôn, đỡ tốn công. Tôi thấy cái kèo không hẹn hò về đi dạy luôn là thấy là cái kèo đó là bộ cao đó. Khách theo cặp đi làm nữa cưng. Coi như đến đây là đến là cho vui vậy thôi, nếu mà chọn được thì tốt, không được thì đi dạy. À, hơi căng thẳng xíu, hãy thoải mái lên ha. Tình yêu mà cái gì nó đến nó sẽ đến. Để tôi xem trước rồi qua tôi thông báo cho. 2, 3. Chào anh. Chào em, rất là dễ thương. Đứng đâu anh, nãy giờ anh nghĩ bên kia khô khan lắm. Em ngày nào cũng tưới nước. Ngày nào cũng tưới nước hết. Bạn thấy ổn không? Em cũng vậy. Bạn kia rất là dễ thương. Thật sự tôi tưởng luật sư khô khan nhưng dễ thương lắm. Thôi bây giờ mình cho hai bên gặp nhau đi, để ra coi coi là bên nào rồi tưới nước rồi gì đó, coi sao coi được không. Bắt đầu, màn kéo lên. Chúng ta sẽ có 2 phút nhìn nhau và quyết định xem có đồng ý hẹn hò hay không. Chào thầy giáo. Ở trong gia đình bạn có mấy anh chị em? Em có 4. Ở gia đình mình thì có 2 anh em thôi. Dạ. Nhưng mà có hơi cãi lộn hơi nhiều. Dạ, anh là anh cả hả? Ừ, bạn là tư chuyên nhi tư vấn luật. Dạ, đúng. Thì chắc cũng biết nhiều về luật. Thì đó là chuyên ngành của em mà. Không biết sao tư vấn. Thì mình cũng biết chút chút, ví dụ như là luật hôn nhân gia đình thì mình biết là nam nữ trên 18 tuổi là đủ tuổi đi. Ừ, sai rồi. Nữ là 18, dạ, nam 18, là phải 20. Nam 20, thì là đủ tuổi rồi. Dạ. Tiếp em. Gì cho nó lãng mạn ngọt ngào xíu coi, khô quá. Nói gì đi, nói gì tình yêu đi. Mình thì cũng hơi cổ hủ xíu. Tức là mình yêu người nào đó mình yêu rất là lâu, quên rất là lâu. Chính vì vậy mà cho nên cái thời gian mà mình bây đến hiện tại đến bây giờ mình mới quyết định đi đến chương trình này. Còn em, không biết bạn sao. Em sống thiên về lý trí. Tức là trong một mối quan hệ nào đó, ví dụ như là mình thấy là ok mình với người kia không hợp mà chỉ có tiếp thì chỉ có khổ cho cả hai thôi ấy, thì mình sẽ dừng, nó không theo cảm xúc nhiều. Thì đó cũng là một cái yếu điểm của em. Đúng rồi, hợp là lấy, không hợp thôi. Nghĩa là chia tay sớm bớt đau khổ đó. Rồi, các bạn sẽ có 3 tiếng điểm để quyết định. Nếu các bạn đồng ý hẹn hò thì các bạn nhấn vào nút đỏ. Các bạn không đồng ý, các bạn không nhấn nút. 1 2 3. Bắt đầu. Bye bye. Tôi cứ tưởng là bạn sẽ không chọn anh ấy chứ sao cuối cùng bạn lại quyết định chọn. Mình cứ đi chơi xong mình thấy nếu mà hợp á thì mình tiếp tục, mình sâu hơn mình... Có vẻ hơi dễ dàng, tới gặp ai cũng đi chơi xong rồi coi hợp hay không đó. Rồi vậy thì thầy giáo, thầy khó tính lắm mà. Sao thầy quyết định chọn bạn gái này? Nghĩ là nếu mà sau này có một người bạn cũng được, nếu mà thêm chữ bạn gái nữa thì tốt. Hy vọng rằng là 2 chữ bạn gái sẽ xuất hiện không? Em hy vọng là vậy. Mong rằng hy vọng nó sẽ trở thành hiện thực. Cao khoảng, cao hơn em chắc cỡ 1m7 trở lên thì đứng nhìn nó xứng. Bên đây 1m9 nè. Chị thấy em xinh như vậy, năng động như vậy mà sao không có bạn trai, sao mà ế được ha? Dạ trước đây có chứ chị, nhưng mà đại gia không hợp á. Xong rồi hai bên chia tay. Chia tay bao lâu rồi em? Chắc cũng 1 năm. Bạn gái bên đó đã có cái yêu cầu về người bạn đời của mình. Vậy thì theo anh thì bạn đời của anh sẽ là người như thế nào? Bạn đời thì nói chung nói là yêu cầu thì em không có yêu cầu. Em chỉ... Mời anh ngồi. Hôm nay em tới chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Một chương trình như em đó chỉ là bộ. Em có 4 bó hoa tặng anh chị. Mong chương trình càng ngày càng phát triển và đưa nhiều cái niềm vui tới cho những cặp đang FA như tụi em. Thay mặt chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò và chị Cát Tường bên kia nhận bó hoa này, chút xíu mình sẽ trao lại chị Cát Tường ha. Cảm ơn bạn rất nhiều. Từ xưa giờ lần đầu tiên cặp bó hoa hồng. Cảm ơn. Gì vậy Linh? Anh xúc động quá. Khóc rồi hả? Muốn khóc luôn. Đó giờ đâu có ai tặng hoa hồng cho anh đâu. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Chào bạn, bạn tên gì? Em chào chị, em xin chào quý vị khán giả. Em tên Thanh, hiện đang là nhân viên văn phòng, làm ở quận nhất. Năm nay em 27 tuổi. Rất đặc biệt anh Linh. Ở đó giờ trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì mình thấy là đến là trang phục và áo dài, áo đầm, đúng không anh? Đúng rồi. Sa rê rất là nhiều, nhưng mà hôm nay bạn gái trang phục rất là đặc biệt, em thấy rất là ấn tượng. Tức là vừa kết hợp áo đồng, sa rê, quần sọ và kia. Nói chung là một con cây rất vô mốt. Anh tên là gì? Dạ em tên là Bình. Bình. Dạ em năm nay là 30 tuổi. Hiện tại nghề nghiệp là kỹ sư tàu biển. Kỹ sư tàu biển. Đơn vị công tác là công ty công nghiệp tàu thủy Sài Gòn.
Bên kia là Thanh, bên đây là Bình. Hai người kết hợp nha. Thanh Bình. Bình. Được ha. Tôi nghĩ rằng là anh sẽ có nhiều cơ hội để gặp nhiều người đẹp, sẽ có nhiều cơ hội để có nhiều tình yêu, sẽ có nhiều cái sự thăng hoa. Nhưng mà anh ngồi đây thì tôi không hiểu tại sao. Dạ đúng rồi. Không phải là lần đầu tiên anh nói câu này. Rất là nhiều người trước tới giờ quá khứ đi học và đi thực tập, đi làm, em đã có mối tình, hai mối tình, nhưng hoàn toàn đều dừng lại ở những cái mối tình gọi là chớm nở vụt tan. Anh có tìm ra lý do nữa không? Dạ cũng có nhiều hoàn cảnh lắm, nhưng mà sau khi đu kết được lại, em nghĩ là em thích một cái mối tình như truyền thống thời xưa, tức là phải có ông ơi bằng việc. Và tới chương trình này thì không phải là ngẫu nhiên, mà em thấy là có hai người, anh Quyền Linh và chị Cát Tường, từ cái tên và từ cái tính cách, từ cái cách sống và cái phong cách thì em nghĩ là hai thần tượng từ nhỏ của em, đặc biệt là anh Quyền Linh. Cảm ơn bạn rất nhiều. Bạn nói cái này tôi mới chú ý nè. Bây giờ họ không cần ông mai bà mối nữa. Đôi khi họ tìm hiểu qua Facebook, họ tìm hiểu qua nhắn tin, qua tất cả phương tiện truyền thông rồi. Hình như ông mai bà mối mất dần rồi, đúng không? Và bạn nhắc lại tôi mới nhớ, à hình ra bây giờ bạn muốn hẹn hò làm sống lại cái giá trị truyền thống của ta ngày xưa, đúng không? Vậy là hai đứa mình cũng bắt đầu là có giá lại rồi đó. À, có giá. À, em ơi, bình thường thì ngoài cái giờ làm việc trong nơi làm việc của em thì em làm gì? Dạ, thì hồi cách đây mấy tháng thì em có đi học khiêu vũ. Học khiêu vũ? Dạ, em thích về nghệ thuật. Dạ, em thì biết hát chút. À, hát hay không? Dạ, chắc cũng được. Hát thử một câu được không? Rồi, làm đi. Hãy yêu nhau đi khi rừng thay lá, hãy yêu nhau đi dòng nước có trôi xa, hãy yêu nhau đi quên ngày quên tháng ngày mai. Rồi ngày mai được rồi, tới đang ngày hay mai quá mà. Ngày mai dừng lại. Ngày giọng mai rất anh là có hay. Hát được không? Em hát được nhưng không hay, em làm thơ nó hay hơn. Làm thơ rồi, rồi cho bài luôn. Thơ nghe đi. À, bài thơ này thì không có gì sướt mướt, không có gì ướt áp về chuyện tình yêu, chỉ bài thơ thực dụng. Hôm nay tôi được tới đây tham gia bàn muốn hẹn hò cùng nhau. Chào anh chị, chào trường quay, chào người bạn gái quay chung lần này. Mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? À, em thích người bạn trai đó, nhìn mạnh, bề ngoài thì mạnh khỏe một chút, vạm vỡ một chút xíu, nam tính, cao khoảng cao hơn em chắc cỡ 1m7 trở lên thì đứng nhìn nó xứng. Bên đây 1m9 nè. Chị thấy em xinh như vậy, năng động như vậy mà sao không có bạn trai, sao mà ế được ha? Dạ trước đây có chứ chị, nhưng mà đại gia không hợp á, xong rồi hai bên chia tay. Chia tay bao lâu rồi em? Chắc cũng 1 năm. À, bạn gái bên đó đã có cái yêu cầu về người bạn đời của mình. Vậy thì theo anh thì bạn đời của anh sẽ là người như thế nào? Bạn đời thì nói chung nói thôi, mà yêu cầu thì em không có yêu cầu. Em chỉ cần một người biết chia sẻ và thông cảm. À, tại vì con người không phải là cỗ máy. Mọi vấn đề cuộc sống nếu mà chân thành, chân thật và chân tình tới với nhau thì con người ta có thể dung hòa. Trước khi chị nhìn mặt thì cho chị biết cái điều gì em không thích ở người bạn trai của mình. À, em không thích người bạn trai nhìn quá mập hoặc là quá ốm. À, không thích mấy bạn trai mà đầu hói. Hả? Nói lớn lên em. Đầu hói. Bên kia có hói không Linh? Hói. Dạ. Ở đây hói nửa đầu luôn. Làm sao? Rồi gì nữa em? À, nhìn ăn mặc không có, không biết cách ăn mặc á. Không biết ăn mặc để phù hợp với mình á. Mặc nhìn nó... Anh ăn mặc lôi thôi quá. Không phù hợp. Chị nhìn em mà chị thấy em ăn mặc là có gu rồi đó. À, rồi bên kia sao đây? Giờ muốn gì bạn gái mình là có ghét cái gì không? Có không thích cái điều gì không? Dạ em nói chung gặp ban đầu thì em ghét nhất là người bạn gái mặc áo hai dây. Mặc áo hai dây. Bên kia chắc không có dây nào quá. Quá đơn giản. Rồi, thôi đơn giản vậy để tôi qua tôi coi có đầu hói hay không nè. Hói cái thì khỏi coi mặt. Đầu hói, không mập mà không ốm. Có thuốc trị không? Để chị nghiên cứu coi nha. Rất là lịch lãm. Đúng là hợp với người đọc thơ, đọc văn đó anh. Cảm ơn chị. Dạ. Đặc biệt rất là ấn tượng. Chỉ có điều đầu hói thôi. Cái gì cũng được hết trơn. Bây giờ cái điểm đó chị cũng không biết làm sao cứu chữa được nữa. Chị cũng bó tay rồi, cho tùy em đi.
Chào bạn. Chào anh. Ví dụ như người đó yêu chị dữ dội, bạn dữ dội luôn, rồi bạn cũng có cái tình yêu đối với người đó, đầu hói đâu có mắc mớ gì mà không yêu. Dạ thì đó là cái suy nghĩ của em thôi. Còn nhưng mà nếu mà tiếp xúc á, thấy bạn đó có những cái tính cách tốt hơn thì có thể là em bỏ qua. Đúng rồi, mình yêu cái tâm hồn đúng không? Yêu tính cách đâu phải yêu cái đầu. Đầu có tóc không tóc đâu quan trọng đúng không? Đúng. Anh nghĩ là như vậy nha. À, tương lai Linh cũng sắp rụng hết tóc rồi anh mới nói vậy. Thôi mình cảm nhận là một chuyện, có tóc không có tóc không thành vấn đề. Vấn đề là ở cái nhìn đầu tiên, hai bạn có trao cho nhau những cái thiện cảm, những cái tình cảm, những sự đồng cảm với nhau hay không. Đây, xin mời màn kéo lên. 2 phút để nhìn nhau và 2 phút để quyết định. Bắt đầu. Chào em. Chào. Chúng ta cùng cảnh ngộ đều là những người bố mắt. Dạ. Em thấy sao khi người ta nói mình là bố mắt? Em thấy bình thường anh, tại vì em thấy vướng mắc rất là nhiều mà rất là dễ thương. Công việc của anh có đòi hỏi anh phải nhậu không? Nhậu em. Anh có hai cái mà theo ba anh nói là hơn ba. Không hút thuốc, tức là từ nhỏ tới giờ chưa bao giờ anh ngậm một điếu thuốc. Và không được uống rượu, không uống được rượu chứ không phải là không được uống rượu. Yeah. Còn bia thì cũng tầm tạm, có thể nói là cao đô. Tôi tưởng đâu không có rượu bia. Trước đây anh có bạn gái đúng không? Nhưng mà dạ, lý do hai người chia tay là sao anh? Thì sinh viên mà em như em vậy thôi. Ai phải có cái quá khứ là cái nền tảng này mình bật lên cao hơn, xa hơn. Thì trước bây giờ có khi nào mà anh thương một người mà người đó không thương anh không? À, anh không có định nghĩa về tình đơn phương em. À, anh chỉ có thương một người mà người đó không thương anh, đó là trang nhật ký của anh. Hết giờ. Quá hay, không còn gì để bàn cãi. Anh muốn hai người nói nữa đó chứ. Thôi, không có gì để nói nữa cả. Hai người lý luận hay lắm. Một không. Hai ba. Hết thời gian. Bạn trai đã tặng cho bạn gái một hoa hồng. Còn anh sẽ tặng cho, quỳ xuống cầu hôn đi, bạn gái trong bạn muốn hẹn hò một bó hoa hồng. Em cảm ơn anh Linh. Chúc em mau có chồng. Cảm ơn anh Linh. Đừng bị phái. Dạ. Quan niệm về tình yêu của em thế nào? Dạ, hòa hợp tâm hồn với thể xác anh. Hòa hợp tính tâm hồn thể xác. Em dạ. Chào em tên gì? Dạ, em chào chị, em tên là Lê Thị Bạch Quý. Đây em 23 tuổi và em đang làm lễ tân khách sạn chị. Lễ tân khách sạn dạ. Để xem chàng trai của chúng ta sẽ làm nghề gì, bao nhiêu tuổi đây. Xin mời chàng trai xuất hiện. Xin chào. Xin chào anh. Xin chào tất cả các bạn khán giả. Mời bạn ngồi. Dạ. À, bên đó có Bạch Tuyết, bên đây chú Lùng nha. Có Lùng không? Lùng không? Cao 1m51. Bạn tên là gì? Dạ em tên Đăng. Nguyễn Hải Đăng, 31 tuổi, đang làm nghề công nghệ thông tin. Trời đất ơi, 31 tuổi mà tới đây kiếm người yêu gì? Ta thường ta tới kiếm người đây khoảng 20, hai mấy chứ 31. Đáng lẽ có người yêu rồi đúng không? Đáng lẽ có rồi nhưng bây giờ không có. Có giờ có mấy người yêu rồi? Dạ, cũng 4-5 người. Hả? Ít quá ha. Bên đó có 4-5 người yêu rồi, còn em? Dạ, 6-7 người rồi chị. Rồi 49 gặp 50 luôn. À, mới có 20 mấy tuổi mà tới 6-7 người yêu vậy rồi. Người yêu đầu tiên là hồi nào? Dạ, em quen người đầu tiên lúc em 19-20 tuổi ấy chị. Mà không có dài, tại dài nhất là khoảng 2 tháng với em à. Còn, còn nhanh nhất là 2 tuần. Trời đất ơi. Cái gì mà nhanh dữ vậy? Ai bỏ ai mà nhanh dữ vậy? Dạ, em rút. Em rút hả? Dạ. Vậy là qua cầu rút gián. Bây giờ cái mối tình cuối cùng á, mối tình gần đây nhất là cách đây bao lâu rồi? Dạ, chắc cũng khoảng 2 tháng trước. Gì đâu mà quen có 2 tháng mà bỏ ta rồi em. Người ta thường chia tay á là cả năm người ta trằn trọc, người ta khó chịu, người ta khổ đau, vật vưởng nước mắt chảy ào ào như suối. Bây giờ có 2 tháng đi kiếm người yêu mới là sao? Nhưng mà lý do tại sao em chia tay? Thì thời gian tìm hiểu nếu như mà không hợp thì mình nên chia tay sớm chứ để dùng dần nó cũng không tốt. Em nghĩ như vậy. Thì mình nên yêu cái người nào mà mình thấy thật sự phù hợp với mình. Khó lắm đó nha Linh nha, ca này em khó. Em nói là bên kia rút trước, còn bên đây là ai rút trước? Em cũng rút trước không ạ. Trời ơi trời. Bên kia là cũng rút trước, bên đây cũng là người rút trước. Hai người này gặp nhau rồi. Và em nhường cho bạn nó rút trước quá. Trời ơi, chưa quen tên rồi rút rồi. Em nhưng mà bây giờ nè, em là Bạch Tuyết, nhưng mà bây giờ người Lùng em có thích không?
Dạ em thích cao khoảng 1m7 lên chị. Bây giờ bên kia có 1m51 à. Dạ chắc em cũng phải để em coi mặt cái đã. Em còn là chị thích cái điều gì nữa không? Dạ em thích cái người đó nhìn cái khuôn mặt nó phải vui vui hài hước xíu chị. Nhìn vô là chị thấy bên kia là hài hước lắm. Chị thấy bên kia là hài hả? Ở đây nhìn cái mặt hài hước lắm. Chị bảo lắm. Cái này là bên đây là ưu điểm nè. Trời ơi nhìn cái mặt đó thấy lạ không? Nhìn chưa có thấy mặt, tôi cần liền bên đây chưa thấy mặt nhưng mà bên đây nghe đùng 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 là thấy cái bộ vui rồi đó. Vui bên đây vui. Còn sở thích của em về người yêu như thế nào? Dạ em thích một người hiền lành á, với lại là không thích một người mập. Không thích người mập đúng không? Dạ. Mập mập cỡ nào? Dạ bự nha, không thích. Bên đây bự lắm à nha, bên đây mập lắm luôn á. Bên đây mập. Mập dễ thương ha. Lùn quý phái. Dạ. Quan niệm về tình yêu của em thế nào? Dạ hòa hợp tâm hồn với thể xác của anh. Hòa hợp tính tâm hồn thể xác. Em có dạ. Thể là sao, là sao? Tâm hồn là sao? Thể xác là sao? Tâm hồn thì có thể là giống như giác quan thứ 6 thôi. Ồ, giác quan thứ 6 rồi, còn tiếp tục. Còn về thể xác thì có thể là nhìn hợp nhãn. Ủa thể xác liên quan gì vậy? Cái gì lạ vậy? Không có nhiều. Dạ. Quen 5-6 mối tình mới không? Đúng dạ. Không? Dạ. Có kinh nghiệm gì hôn không? Cũng có chứ anh. Khung sao là thích nhất, khung sao không thích nhất? Cái đó tùy trường hợp. Tùy hoàn cảnh đó, cái không gian đó anh. À, cái người đầu tiên hung vậy cảm giác sao mình có thể diễn tả nghe được? Không có cảm giác gì hết anh. Sao vậy? Bởi vậy không cảm giác người ta mới chia tay ông ơi, cảm giác người ta tới luôn rồi, không có hòa hợp về thể xác. Giờ chị coi mặt bạn trai kia giùm em nghe không? Đâu rồi, hòa hợp tâm hồn mà không hòa hợp thể xác. Mặt thấy ghét không? Chưa thấy mặt ai thấy ghét luôn. Mặt thấy ghét lắm à. Ủa sao hung mà không có cảm giác gì là sao? Thì không có cảm giác thì em nói không có thôi. Đâu giờ em lại em hung chị Cát Tường đi. Cảm ơn chị không cho đâu. Nếu cho em dám hung không? Cho cũng không hung. Sao vậy? Cái gì vậy? Cho xong hung. Tại vì nó hung xong không có cảm giác mà em có cảm giác nó công mệt. Cảm giác sợ đó ông à. Nhìn mặt ông vui quá. Bao vui luôn em. Bao vui, bao vui. Thì tôi coi mặt bên kia coi sao nha. Hello. Dạ. 2 tháng rút hả? Dạ. Em hy vọng bên đây mượt mấy tháng? Em hy vọng không có nhanh quá. Không có nhanh quá đúng không? Càng lâu càng tốt ha. Để coi sao. Để coi sao. Dạ. Cái người bên kia thôi không diễn tả đâu. Thôi cho người ta gặp nhau đi. Rồi bạn kéo màn lên. Kéo màn lên. Nhìn đi, chưa từ tử. Dạ. Làm hấp tấp như vậy. Thì có 2 phút à. Dục tóc bất đạt. Dạ. Chuẩn bị. Vui vui. Nhìn qua cười liền nha. Chào em. Trên rất là hân hạnh được biết em. À, dạ rồi anh đừng có nói gì trơn. Anh ngồi anh cười giùm em. Ủa sao kỳ vậy? Tại cái người của em, mỗi người của em là phải cười đẹp anh, để em nhìn cái nụ cười đó cái đã. À dạ, cười lớn lên. Chuyện đi chứ lẽ nhìn hoài 2 phút nhìn nhau à. Em hỏi đi, anh cười cho. Hỏi đi cưng, cho hồi nãy em biểu người ta cười đừng có nói thì bây giờ người ta ngồi. Dạ thì cười rồi thì em thấy cũng được, mà nếu không biết bên đó làm sao thôi. Dạ. Đó, bên đây người ta được thôi, bên kia nói đi, rồi hết giờ cười dạ, là nói đi. Em thấy cũng được. Được. Để cặp này ghê nha. Sao, giờ một phút mặc niệm hết rồi phải không? Hết giờ. Trời ơi, cái gì vậy, nãy giờ nói được mấy câu? 3 tiếng đếm để nhấn nút. Mời các em đặt tay ra phía sau thành ghế, vào nút, thấy chưa, đây cái nút. Quay lâu vậy? Mày chắc có vợ, chắc vợ đút cơm ăn quá. Sau 3 tiếng đếm, nếu chúng ta không đồng ý hẹn hò thì chúng ta không nhấn nút. Nếu chúng ta đồng ý hẹn hò với nhau thì chúng ta nhấn nút. Và bây giờ 3 tiếng đếm bắt đầu. 1. Không có cảm xúc. 2. Và 3. Hết thời gian. Rồi.
Sao em nói cũng được mà em không bấm nút? Được, ý là bạn nó dễ thương, vui tính. Chứ còn về cái chuyện kia thì... Chuyện kia là chuyện nào? Chưa biết. Chưa biết. Chuyện hẹn hò á, chuyện hẹn hò. Chưa biết dạ. Mà sao không nhấn nút? Thì chưa biết thì sao nhấn nút được, biết chắc mới nhấn chứ. Rồi bạn nữ, bạn có thấy buồn không khi bạn trai không nhấn nút mà mình đã nhấn nút trước? Dạ, em không có buồn, tại bạn đó không nắm bắt cơ hội thôi. Nhà em có tính là tới giờ chắc cũng khoảng 7 con rồi. Trời đúng luôn, 7 con có luôn. Nếu bây giờ còn bạn chọn người yêu của bạn làm trong cơ quan của bạn, không quyết điều đó, người yêu bạn không nghe thì sao? Đó là lý do. Rất là dễ thương và rất là năng động. Em tên gì? Em tên Yết, em 23 tuổi. Em đang làm nhân viên văn phòng, đang ngành xuất nhập khẩu. Xuất nhập khẩu là công ty em nằm ở đâu? Dạ, ở quận Bình Tân ạ. Quận Bình Tân. Chúng ta chờ xem chàng trai chúng ta làm cái gì ở đâu. Xin mời. Mời bạn ngồi. Bạn nghe tên gì? Em tên Tuấn. Tuấn. Bạn bên kia tên Yến. Bạn bao nhiêu tuổi? Em 29 tuổi. 29, bạn bên kia 23. Bạn làm nghề gì? Em là trưởng phòng kinh doanh cho công ty ba lô túi sách. Trưởng phòng kinh doanh, bạn bên kia làm xuất nhập khẩu. Ba lô túi sách có làm cái túi bạn mang không? Dạ có. Hôm nay bạn biết rằng cái cuộc gặp hôm nay cũng rất quan trọng đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng lý do tại sao bạn không có gọi là make up lên á, quần áo cho đẹp xíu đồ bé? Em nghĩ là cái bề ngoài nó không có quan trọng, cái hình thức bên ngoài không quan trọng, quan trọng là cái cách mình đối xử và cái cách mình giao tiếp với nhau nó quan trọng hơn. Giống như bắt nhỏ vậy. Nghĩ nhiều lúc ấy mình đi mình có thể bỏ như khăn giấy gì trong túi, hoặc là những lúc mà bạn gái mình cần mình có thể lấy ra mình đưa cho bạn gái mình cũng được. Có ai nói bạn là có cái đầu rất là lạ không? Dạ hầu như mà bạn bè em mà gặp em thì ngay lập tức mở cửa miệng đầu môi lên là cứng quăng. Dạ. Mà tóc dài không? Tóc dài lắm. Dài, tóc rất là dài. Bữa nay nhăn mặt rồi nè, Em thích con trai tóc ngắn. Trộn vàng. Nhưng mà bây giờ chị hỏi em nè, chị nhìn thấy em thì rất là năng động, rất trẻ trung. Chị nghĩ em cũng rất là hoạt bát, nhưng mà tại sao em không có bạn trai là không có tin? Em cũng gặp nhiều bạn nhưng mà không có hợp cái tiêu chuẩn của mình. Phải cao hơn em rồi là... Em cao mét nhiêu? Em cao 1m7. Rồi vậy em muốn người ta cao nhiêu? Muốn người ta phải cao 1m7 thôi lên. Trời ơi, mẫu bạn trai của em như thế nào? Mẫu bạn trai của em như em nói là thân hình phải săn chắc. Rồi săn chắc là sao? Da ngâm đen, nhìn manly, mạnh mẽ. Bên đây đen, hồi lùi luôn. Con trai thì phải mạnh mẽ, quyết đoán. Bên đây quyết đoán lắm, lên trưởng phòng rồi đó. Quyết đoán nữa lên chuẩn bị lên phó bóc rồi đó, bóc giờ. Rồi phải biết tinh ý một chút, biết người khác buồn hay vui á, phải cảm nhận được. Không, bên đó tinh ý, đi có đem theo khăn giấy, hay em khóc là đưa qua liền. Em thích cái đó. Còn tiêu chuẩn của bạn là như thế nào? Đối với em thì một lượng gái dễ thương, hiền dịu, gương mặt thì hình trái xoan. Trái xoan, bên kia trái dừa. Bên này trái mít. Bây giờ em có yêu cầu đặc biệt gì về người bạn trai của mình không? Người bạn trai đó phải yêu động vật, đặc biệt là yêu chó. Gì vậy, về phụ em nuôi chó hả? Tính nuôi chó không? Dạ, nhà em có tính là tới giờ chắc cũng khoảng là 7 con rồi. Trời đúng luôn, 7 con chó luôn. Nếu bây giờ chọn bạn, chọn người yêu của bạn làm trong cơ quan của bạn, không quyết điều đó, người yêu bạn không nghe thì sao? Đó là lý do em không chọn người yêu cùng công ty. Hay. Trả lời rất là quyết đoán và rất là nhanh nhẹ. Hồi nãy giờ em nghe hai bên nói chuyện thì em thấy là hình như là rất là nhiều điểm tương đồng và rất là tương thích với nhau. Nhưng mà vấn đề quan trọng là có được cao hơn 1m7 hay không? Đó. Khoan đây, hỏi chúng tôi, các bạn này thôi. Bạn có thần tượng ai, bạn có muốn người yêu của bạn giống ai không? Thì về thần tượng thì em không thần tượng về ai hết, nhưng mà nếu mà nói cái nét mặt đơn giản giản dị giống như là Thảo Hugo chẳng hạn. À, Thảo vẫn con đã lớn khôn á hả? Dạ đúng rồi. Kìa qua tới. Để dài chút xíu đi, chị làm thẩm mỹ này chị duỗi tóc cho. Em đứng lên coi coi được cao hơn 1m7 không? Thì nhón lên tí. Ngồi này chắc không tới rồi. Mét 6-7 hả? Dạ. Tôi đoán trúng bóc rồi, tôi nhìn là tôi biết mét 6-7 rồi, tôi chuyên đi đo hàng mà. Đi được rồi.
thiếu ba phân. Thiếu ba phân là em ơi, chưa kể em mang giày đó. Bây giờ em tính sao đó, em tính chị thấy chị làm được rồi đó. Được rồi, liền kêu đúng tên nha. Chào bạn, thấy biết người mẫu rồi. Bên kia muốn mặt giống giống Thảo Hugo, cái này mặt cũng xinh ha. Còn bạn muốn bằng thai bạn giống diễn viên nào? Giống anh Quyền Linh không? Giống Quyền Linh hả? Bên kia cũng hơi giống, giống đen đen á. Rồi để xem giống Quyền Linh không nha. À mà coi giống, có giống Quyền Linh không? Thì cũng giống rồi nha. Nhưng đeo cái vỏ đông hết rồi nha. Không muốn một đi hẹn yêu. Tóc quăng mà dài tới đầu gối luôn đó. Rồi thử nha. Chúng ta sẽ gặp nhau 2 phút, các bạn sẽ quyết định xem có đồng ý hẹn hò hay không. Mang đâu, kéo lên. Nôn lắm, thử xoay luôn, tôi đâu cần xoay ghế đâu. Đó, chưa? 2 phút bắt đầu. Chào em. Chào. Em hiện giờ em đang ở đâu? Dạ em đang ở quận 1. Quận 1. Anh thì đang ở quận 12. Nhiều quá thôi hả? Ba cái chuyện dài lớn luôn. Ngồi nuốt nước miếng không nội ơi. Rồi sao tính bốn mắt nhìn nhau rồi cũng hay sao vậy trời? Ta đã qua 30 giây chưa nói gì đó. Không biết là sau chương trình này thì anh có thể mời Yến đi xem phim được không? Dạ được ạ. Sao mà anh mang cái vỏ bự quá vậy? Thì nó cũng không có bự lắm, mình bỏ làm sao? Nó gọn. Anh nói gì? Sao giống muốn lộn quá trời. Còn hết thời gian rồi, còn nói. Trời ơi, cơ hội, không biết dụng dụng gì hết trơn. Chúng ta sẽ có 3 tính đến để quyết định hẹn hò không hẹn hò. Dù có hẹn hò hay không đồng ý hẹn hò, các bạn vẫn được đến với vòng quay số may mắn với những sản phẩm từ Toshiba. Mời đặt tay ra phía sau. 1 2 3. Hết thời gian. Mời em đứng lên. Xin hỏi bằng cứng. Do tại sao bằng bóng? Bây giờ mình thích người nào đó thì tốt nhất là mình nói thật ra, đó cũng là một cái cơ hội cho mình. Chính xác, rất là mạnh mẽ. Có phải em không chọn bạn trai cái bên vì thiếu ba phân không? Dạ, em nghĩ cái ấn tượng đầu tiên nó quyết định. Khi mà em nhìn ảnh thì em nghĩ là có thể là làm bạn không? Bạn Tuấn có buồn gì đó không? Thì buồn chút chút nhưng mình đừng có lòi ra nhiều quá. Đứng lòi ra. Có buồn mà kèm lại, giấu vô. À, cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn và mời các bạn chờ một tí để chúng ta tham gia vòng quay may mắn từ nhãn hàng Toshiba. Thấy chưa? Đó, không có mất mát gì. Tại cái vỏ này nè. Thúy là em thì hơi ít nói, với lại bạn hơi nội tâm, dễ bắt nạt ấy. Bạn bên này thấy lanh quá cô. Sợ là về bạn bắt nạt Thúy ấy. Với lại là bạn có nói là cái chuyện người yêu cũ của bạn ấy mà bạn còn lấn cấn cái tình yêu suốt từ năm lớp 8 đến giờ. Thì không biết là sau này bạn giả sử như mà bạn đến với Thúy đi, mà cô gái kia thì cô cũng chưa lấy chồng, thế cô lại muốn quay lại với bạn thì bạn tính thế nào? Đó. Hoặc là đó, hoặc là bạn nói là bạn đã tính toán hết cái chuyện như là lấy vợ sinh con rồi này kia, thì bạn tính thế nào, con bạn đi học như nào, rồi tiền là bỉm sữa rồi học hành như nào, bạn đã tính như nào rồi thì bạn chia sẻ một chút cho Thúy và mọi người ở đây cùng biết đó. Em chia sẻ đúng không? Rồi em nói đi em. Về cái vấn đề mà mối tình lớp 8 á, thì hiện tại thì mình không có còn nhớ đến nữa, nó chỉ là một ký ức thôi, chứ là mình không có lưu luyến. Cho nên là cái vấn đề này thì bạn yên tâm. Còn về việc mình lăn á, lăn ở đây không phải là lăn theo kiểu bắt nạt người khác, mà lăn ở đây là lăn trong công việc, trong các mối quan hệ để mình giao tiếp tốt với lại mọi người xung quanh. Đó là một cái lăn để mà giao tiếp chứ không phải lăn để bắt nạt người khác. Còn mà về vấn đề mà bạn muốn thắc mắc là mình chuẩn bị những gì, như là con cái, tiền sinh đó, cái đấy thì mình đã chuẩn bị trong đầu hết rồi. Cho nên là bạn cứ yên tâm, những cái gì tốt nhất là mình sẽ dành cho người con gái của mình.
Yên tâm thì yên tâm rồi, nhưng mà nếu được thì bạn chia sẻ một chút đi. Tại vì nhiều bạn trai cứ hứa hẹn thì em cứ về với anh, em yên tâm, em sẽ thế này, em sẽ thế kia. Không, cái đấy thì mình biết nhiều bạn trai cũng hứa hẹn là sẽ yên tâm. Nhưng mà nếu mà bạn muốn chi tiết, ý của bạn là muốn chi tiết luôn gì đúng không? Cũng không cần phải chi tiết, nhưng mà bạn có thể nói là ví dụ bạn nếu như mà bạn đến với Thúy chẳng hạn, thì là cái dự định về cuộc sống của bạn như nào, con cái thì sinh mấy đứa chẳng hạn này, sống ở đâu, rồi học cái gì, như thế nào. Đó, à, cái vấn đề đấy thì cái vấn đề đấy là sau này với lại mình sẽ học với bạn gái. Ví dụ như con cái thì sẽ học ở trường quốc tế, còn sanh ở bệnh viện quốc tế. Rồi nếu mà học á, thì mình định hướng con cái mình sẽ học theo lĩnh vực công nghệ thông tin luôn, chứ mình không muốn con mình phải đi theo những lĩnh vực khác, tại vì đó là cũng là đam mê của mình. Nhà trai nhà gái đều cách nhau có cái hàng rào thôi, chúng ta cùng trao đổi nói chuyện lớn lên cho hai bên cùng nghe nha các bạn nha. Dạ. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Dạ, em đầu tiên em xin kính chào anh Quyền Lân, em. Chị Hồng Vân và các bạn khán giả ở trường quay và bạn nữ bên kia. Em tên là Hoàng Ngọc Vũ, năm nay em 28 tuổi. Hiện tại thì em đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Vũ làm gì Vũ? Dạ, em làm lập trình viên và marketing online. À, ở quận mấy Vũ? Dạ, em làm ở nhà luôn. Ở nhà là quận dạ, mấy? Gò Vấp, Gò Vấp. Vũ 28 tuổi, lập trình viên, nhà ở Gò Vấp. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu về bản thân mình nào. Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh, chào tất cả vì khán giả có mặt ở trường quay ngày hôm nay. Em tên là Jessica, năm nay em 26 tuổi. Em đang làm designer và editor của Trung tâm Tư vấn Du học Âu Mỹ. Dạ, em đến từ Đà Lạt. Vậy đó. Và hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Vậy á. Dạ. Tức em là làm em ở quận mấy? Dạ, em làm ở quận 3 anh Quyền Linh. Quận 3 với Gò Vấp. Dạ. Cũng không xa mấy. Được, hợp lý. Jessica dạ. Hả? Tức là dạ. tên Việt của mình là gì? Dạ, em tên là Thúy ạ. Thúy, dạ. Rồi. Cứ gọi là Jessica Thúy đi nha. Thúy Vũ, Vũ Thúy nha. Rồi, Vũ có ưu điểm, khuyết điểm gì mình nói cho bên nhà gái nghe đi. Dạ, ưu điểm của em thì em là một người sống rất là tình cảm. Rất là quan tâm đến gia đình. Tốt. Và em mà đã muốn làm cái gì á thì em sẽ quyết tâm làm đến cùng. Đó là những ưu điểm của em. Còn về mà khuyết điểm của em á thì thứ nhất là em có hút thuốc. Cái thứ hai á là em rất là kén ăn. Không hút thuốc hay hút thuốc? Có hút thuốc. Hút thuốc. Có hút thuốc và kén ăn hả? Dạ, kén ăn, em rất là kén ăn. Tại vì nhiều khi mà mẹ em nấu mà em còn chê, tại vì không có hợp khẩu vị của em á. Thôi thôi, dạ. Mẹ nấu mà không hợp khẩu vị, biết ai nấu mà hợp đây. Trời ơi. Không, tại vì ngon là được à. Tại vì em thấy ngon. Vậy là được em à. Mẹ em nấu không ngon gì? Không, không phải, mẹ em nấu cũng ngon, nhưng mà cũng tùy món ngon à anh. Trời ơi. Dạ. Có nghĩa là khó bạn lắm mày, luôn nha. Mẹ xem chương trình này. Mẹ xem chương trình, mẹ đừng có la con nha. Không sao, mẹ cũng hiểu mà ha. Dạ, dạ. Ừ, khó trong ăn uống đó nghe bạn này nè. Còn mình rồi. Thì sao nè? Dạ, em xin phép nói về khuyết điểm của em trước ạ. Dạ, khuyết điểm của em là do cái tính chất công việc của em là làm thiết kế, cho nên em phải thức khuya nhiều quá chị. Dạ, do thức khuya với lại để làm deadline á, cho nên tối ngủ em hay bị nói mớ. Em hay bị nghĩ là bị đồng nghiệp dí hay là sếp dí. Còn cái khuyết điểm thứ hai của em là mỗi lần đi coi phim á là em hay để ý những cái hiệu ứng hơn là để ý xem là nội dung của phim như thế nào, hay hay dở, diễn viên đẹp hay xấu. Cho nên người ta đi coi phim với em thì người ta hơi bị chán. Vậy đó hả? Một cái nữa em cũng biết nghĩ nó là ưu điểm hay là khuyết điểm nữa, đó chính là em ăn nhiều nhưng mà không có mập được. Trời ơi, cái đó ưu điểm đó cưng. Dạ. Ôi, không có khuyết điểm một chút xíu nào hết trơn. Ở đây không ăn mà hít không khí, không còn mập đây nè. Muốn chết vậy đó. Dạ. Trời ơi, vậy là chúc mừng em nha. Em được một cái thú vui gọi là, cũng như là một cái gọi là sao ta, ông trời cho mình một cái món quà đó rất là thú vị đó nha. Dạ. Cuộc đời mình không ăn thì nó không còn gì là cuộc đời nữa. Nhưng mà dạ. Ăn mà mập là phải nhịn nè. Dạ. Đừng có nói chữ mập, nó nhạy cảm lắm. Thôi nín đi. Giờ ưu điểm mình là gì nè? Dạ, ưu điểm của em thì hơi nhiều chút. Đó là em có thể tự độc lập tài chính, em tự kiếm ra tiền, lo cho bản thân và lo được cho gia đình em. Dạ, ngoài ra thì em nấu ăn ngon nhỉ? Ngày hôm nay em có chuẩn bị một cái món bánh cho em tự làm. Em muốn mời hai MC cùng với anh trai bên kia. Trời ngon nè. Chút xíu nữa nha. Được. Chút xíu nữa mình sẽ mời ông kia. Nhưng mà nè, chút xíu chị phải cho chị cái quyền là chị cầm cái này ra để chị mời, và ông chỉ được lấy một cái thôi. Em biết không, cái chương trình này á, biết bao nhiêu những cặp đau đớn là bởi vì quà của bạn gái mình trao ăn được một miếng thôi, còn lại là ông ăn hết. Để đó chào chị lo. Dạ chị không lo sao nha. Đâu anh Quyền Linh ơi, nếu như mà anh ăn bánh của em á mà anh thấy ngon á
thì anh có cho em cái địa chỉ đi là em sẽ làm và ship qua nhà anh. Trời ơi được. Trời ai ơi. Như bà mối kia. Trời ơi. Thiệt tình luôn. Rồi. Ăn có chút tức mà là... nói xấu người ta quá. Nè bên đây người ta nấu ăn ngon nè, bên kia khó ăn. Đúng không? Nhưng mà bên đây người ta nấu sẽ rất ngon. Chút xíu thử cái bánh bên đây nếu mà nói ngon á là coi như đây là vô địch ha. Cưng. Dạ. Mình đã bắt đầu độc lập về tài chính từ năm bao nhiêu tuổi? Dạ em đã độc lập từ tài chính từ năm 22 tuổi sau khi em tốt nghiệp đại học rồi. Và em đã từ cái thời điểm đó là em đã gửi tiền về lo được cho gia đình. Có nghĩa là lo được cho gia đình luôn. Dạ, đúng rồi. Quá giỏi, xuất sắc nha bạn trai, nghe xuất sắc nha. Em độc lập tài chính từ năm 18 tuổi rồi chị ơi. Dạ, trời vậy ơi, rồi vậy đó. Là xuất sắc hơn, càng tốt em ơi. Dạ. Cho mình đỡ. Trời, thật ra là em rất tôi là độc lập tài chính từ lúc 3 tuổi rồi nè. Dạ. Cũng xuất sắc lắm. Rồi, dạ. Bây giờ thì mình sẽ... Thôi bên đây ta nói luôn về tình duyên đi nghe. Tại vì bạn mình thú vị nói quá. Nói về tình duyên cho bên đàn trai nghe thử coi sao. Dạ. Bây giờ mối tình của mình thì được mấy mối tình rồi? Dạ, em thì em có một mối tình sâu đậm nhất. Là một mối tình 8 năm. Và mà em đã chia tay được 1 năm rồi. À vậy dạ. Đó hả? 6 năm hả? Dạ, 8 năm. 8 năm như vậy 8 năm hả? Từ lúc đi học luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Thanh Mai Trúc Mã luôn á. Không, Thanh Mai Trúc Mã thì chưa phải, nhưng mà chắc gặp nhau ở hồi... Dạ, hồi bọn em còn đi học. Dạ. Lý do? Dạ, thì lúc mà bọn em yêu nhau thì không có vấn đề gì hết. Mà khi ra làm chung thì mâu thuẫn nhiều. Và anh đó không bảo vệ được cho em và bọn em chia tay. À, vậy. Dạ. Hai đứa làm chung chỗ hả? Dạ, đúng rồi. À, làm chung chỗ hoặc là gắn khít luôn. Hoặc là thế nào cũng có xung đột. Tại vì mỗi người sẽ có một tư tưởng, quan điểm khác nhau. Dạ. Ừ, rồi. Bây giờ phải hỏi bên tội nghiệp quá, mối tình 8 năm mà chia tay. Chia tay, tức là mối tình từ thời học sinh nó lên mà chỉ một mối tình đó thôi. Mấy mối tình này nói cho bà mối nghe đi. Dạ em chào chị Hồng Vân. Em đã trải qua 2 mối tình. 2 mối ha. Dạ vâng, 2 mối. Mỗi một mối thì là em đơn phương năm lớp 8. Trời ơi. Em đơn phương năm lớp 8 mà đến bây giờ em cũng vẫn cái đấy là mối tình sâu sắc nhất của em. Còn cái mối tình gần đây nhất thì em chia tay cách đây 2 năm. Mối tình đó mấy năm? Mối tình mà năm lớp 8 hả? Không, mối tình mối tình chia tay thì mới quen được có khoảng gần năm. Gần năm. Dạ. Gần năm mà chia tay 2 năm rồi thì cũng không có gì là sâu sắc rồi đúng không? Dạ vâng, tại em chỉ có ấn tượng nhất là mối tình năm lớp 8 mà em yêu đơn phương người ta thôi chị. Vậy đó hả? Dạ. Bây giờ vẫn còn yêu không? Hay là bây giờ hết rồi chị, tại bây giờ mình chỉ nhớ về cái ký ức thôi chị. Đó là những ký ức đẹp thôi. Dạ, mình chỉ giờ người ta đã có gia đình rồi. Không, người ta chưa có gia đình, người ta mới có bạn trai thôi. Ồ vậy dạ. Hả? Bạn ấy hiện tại đang làm giáo viên. Dạ. Nãy em nói em làm nghề gì chị quên rồi. Em làm lập trình viên với lại em marketing online luôn. Marketing online. Dạ. Như vậy là em kiếm tiền từ năm 18 tuổi luôn. Vâng. Giỏi. Tại hiện năm 18 tuổi em cũng ra đời, em làm nhiều ngành nghề em chị. Bây giờ là độc lập về về tài chính luôn chị. Có nuôi gia đình không? Em có gánh nặng về gia đình. Em vẫn có hỗ trợ ba mẹ tiền sinh hoạt các thứ vậy. Rồi giờ mình đã có nhà riêng chưa? Không, em vẫn ở chung với ba mẹ em. Còn nhà riêng thì là dự định sắp tới chị. À vậy đó hả? Tức là bây giờ vẫn ở chung với cha mẹ. Tại vì gia đình em thì hiện tại chỉ có 4 người thôi. Còn họ hàng bà con thì không có. Là chỉ có 4 người, em, ba mẹ với lại có một người em trai nữa thôi là ở chung. Tức là có 2 anh em ở trong nhà đó. Dạ vâng. Chắc người em cũng giỏi hả? Vâng, em. Ba mẹ có phước quá trời. Em của em là đầu bếp bánh. Dạ. Nói nghe nè. Rồi em thích cái mẫu người con gái như thế nào? Nãy giờ em nghe bạn này tâm sự thì em có nghĩ là mẫu người bạn gái của em phải như thế không? Em thì tại vì em chưa nhìn thấy khuôn mặt giao diện của bạn nên em cũng chưa có biết được. Tại vì thường thì em thích một người con gái là biết nấu ăn là em thích rồi đó. Và thứ hai nữa là hiền lành, biết quan tâm chăm sóc với gia đình, biết vun vén cho gia đình là em thấy ok rồi chị. Chị là chị là em nhớ nha chị. Bạn đó là designer đó. Mấy cái người như vậy chắc lăn lắm á. Hả? Lăn lắm á. Em sợ nhất là những người lăn, tại vì em nhìn là em sẽ hết hồn. Tại vì người ta design á là về cách ăn mặc, về gu ăn mặc của người ta rất là có gu rồi. Em thích một người mà giản dị tí thôi, đừng có mà cầu kỳ quá. Hiện đại thì cũng được nhưng mà đừng có hiện đại quá chị. Hại điện á. Hiện đại vừa thôi được rồi chị. Vậy hả? Dạ. Bên đây cũng có gu vậy, mặc quần rách tan nát thôi. Cũng gu lắm á. Thì đó ông mối sao người ta y vậy thôi. Đó. Ông tưởng ông mặc đồ lành lặn à. Có rách mà da. Hay thật đó. Qua em đang chờ người để bé. Bạn có cái hình mẫu lý tưởng nào
hình mẫu thể á. Hình mẫu lý tưởng nếu mà xét về bản vẻ ngoại hình đó chị thì cỡ Mizu. Mizu. Dạ. Rồi có cần giỏi giống như Mizu không? Không, không cần, không cần đâu, bình thường là được chị, chỉ cần ngoan hiền, giao diện dễ thương, đừng có chỉnh sửa Photoshop nhiều ấy. Tức là em thích nét đẹp tự nhiên đó chị. Ừ, thưa, đừng chỉnh sửa tự nhiên, đúng truyền thống. Nhưng mà bây giờ người ta là vừa giỏi mà vừa có cái nét của Mizu thì theo em thì sao? Vừa em... giỏi vừa có nét Mizu hả? Tại vì nếu mà sao? Vậy em sợ em bị lép vế thôi chị ơi. À, thế thì xin mời ông. Rồi xin để mời xem ông. Coi dạ, dạ. Mi gì đây? Anh giúp em. Đừng mi sói à, được không? Em chào anh Quyền Linh. Trời ơi, dễ thương, dễ cưng. Dạ. Giống người Nhật quá nhờ. Dạ, em là người Hoa à. Người Hoa dạ. Hả? À, dễ thương. Cảm ơn anh. Ở bên bên đây nghe em nói thì dạ. biết rằng em là một người cũng rất là năng động. Dạ. Và biết tự lập, biết kiếm tiền ha. Tự lập cho riêng bản thân mình như là tốt rồi. Nhưng với đàn trai thì em yêu cầu như thế nào? Em muốn một chàng trai thế nào em có thể diễn tả thử xem. Dạ, về ngoại hình thì em không có yêu cầu gì hết. Bởi vì nhiều khi mình yêu cầu một người đẹp quá thì người đó cũng không có thể là dành cho mình. Vì em quan niệm là một chàng trai quá đẹp thì đó sẽ không có chung thủy. Dạ, em chỉ cần là em không. Nhìn em yêu là được. Em nói câu này sai đó. Em nói một chàng trai quá đẹp là không chung thủy, không đúng đâu. Có những người rất đẹp nhưng họ rất là chung thủy. Có đôi khi có những người không đẹp mà họ không chung thủy. Cái này cũng tùy theo con người chứ đừng mình đừng nói đẹp là không chung thủy ha. Chứ đẹp như chị Hồng Vân đó, chị cũng chung thủy lắm chứ bộ. Người ta đến nói con trai, người ta không có nói đến phụ nữ. Mình nói phụ nữ ai cũng chung thủy hết trơn á, 80% là phụ nữ chung thủy rồi. Còn hồi nãy là anh Linh anh nói là nói ảnh á, em không biết đâu, ảnh biện hộ cho ảnh á. Quan niệm của em á là ở nhà chỉ cần một mình em đẹp là đủ rồi. Đúng rồi. Xung quanh mình á, mình đẹp là được rồi. Dạ. À, chồng mình đẹp cũng hơn. Dạ. Không thì hay. Đó không có quan trọng nhưng mà, mà suy nghĩ lại nha, anh nghĩ rằng á, ai cũng có cái này cái kia, đừng nói là đẹp cho. Mà không chung thủy là để được. Để tôi nói cho anh Linh á, có coi cái gì quên rồi, Đồng Tiền Xương Máu chưa? Dạ. Thời điểm nó đẹp dễ sợ, đẹp lắm luôn mà rất không chung thủy luôn. Mà rất là giỏi giang luôn. Đó, không phải là đàn ông đẹp là không chung thủy đâu. À, dạ. Đó, yên tâm đi hả? Dạ, dạ. Nói về em mối tình em 8. Nằm trong cái trường hợp may mắn như vậy. May dạ. mắn chứ, mình phải tự tin là mình sẽ là người gặp may mắn. Đúng em rồi. Yên tâm. Theo anh nghĩ là gì? Cái duyên số thôi. Dạ. À, còn phần ta chia tay là cái phận thôi. Dạ. Cái phận không có hợp nhau. Để 8 năm như thế mà vẫn chia tay. Có người sống tới 90 tuổi ta còn ly dị mà. Nói nghe nè. Gì vậy, bánh hả? Nhân nhà gái thì tôi xin mời ông một cái bánh với lại bạn bên kia một cái bánh. Mời vài cái được không? Không. Rồi nhận xét giờ ông thích ăn gì tôi lấy. Hả? Tôi không đưa cho ông cầm cái hộp. Thích ăn gì đưa nè. Cho bạn trai ăn trước đi. Đó mọi người ơi, đẹp lắm luôn. Trời cô gái ơi. Tự tay em làm đúng không? Dạ đúng. Tự tay cô gái làm nha. Em nhìn đi. Bánh nhiều màu sắc xuất đi. Xuất sắc. Để coi bạn trai ăn cái gì. Em ăn cưng cái ơi, đi cho. Em đang thèm. Không, bỏ tay ra. Trời ơi. Dạ. Chị em lấy cái này chị. Cái có cốm, có cốm á chị. Cốm phải không? Rồi dạ, dạ. Ok. Lấy cái đúng cái mình thích ta. Thôi vậy thôi em nhờ anh Quyền Linh để em lấy thôi, cái này. Có tới hai cái cốm lận. Em là dây chính mà. Có hai cái cốm lận đó. Rồi ăn đi xong rồi cho. Nữa được không? Rồi cho nhà gái tôi biết. À, kèo quá. Đúng rồi, đúng ra phải đưa mình hết hộp á. Ờ, à, mình ăn thử đi em, kệ đàn trai mình. Dạ. Thử thức đi em. Thử thức. Ăn trời ơi có gì đâu mà ấy. Ngon quá, nhưng ngon quá. Nhìn kem. Chị cũng ăn. Nhìn kem ngon quá. Ngon. Ngon thì bên nhà gái tôi nói là nếu mà anh Linh thích thì là bạn sẽ làm, bạn ship tới tận nơi cho anh. Còn cái nữa. Không. Bây giờ là không có cho. Lo làm việc cái đi. Lo làm việc. Chúc còn cái nữa nha. Lo làm việc. Ngon quá. Sao bạn trai thấy sao nè, cho cảm xúc coi nè. Đưa đây bỏ thùng rác cho. Ngon chị ơi, cho em xin thêm một cái nữa chị ơi. Ngon đó, đó thì để nói cho bạn biết là bạn khó ăn đúng không? Bên đây là bánh là rất là khó làm để mà vừa miệng người khác đúng không? Mà bạn đã vừa miệng bạn rồi cho nên chắc chắn là khi nấu những bữa cơm bình thường ở nhà là chắc chắn là sẽ rất là điêu luyện đúng không? Đúng không? Được, đàn trai chịu quá. Đó, bên nhà gái tôi có quyền chảnh. Tôi có quyền chảnh nè. Rồi, được. Bây giờ vậy em hình dung cái người con trai ngồi bên rào bên kia như thế nào? Trong tưởng tượng của em là có thể là anh đó cao 1m8.
Mét mấy? Mét 8 hả? Mét 8 hả? Có mét 8 không anh? Không em ơi. Xuống xuống. Xuống xuống. Dạ mét 7 cũng được. Mét 7 hả em? Được. Dạ. Cỡ cỡ đây. Mét dưới được không em ơi? Em nghĩ là anh có mắt 2 mí hả anh? Anh có mắt 2 mí không? Anh mắt 2 mí nhưng mà mét rưỡi được không em? Ủa hồi nãy em mới nói mét 7 mà. Không mà ý anh hỏi á là mét rưỡi được không? Cũng được không sao. Cũng được. Em chỉ cần con trai giỏi nghe thôi. Nghe cũng được, nó hơi bị miễn cưỡng em. Rồi nè, mắt được chứ sao đừng nữa? Có, cũng để, được. Để cho người ta tưởng tượng tiếp nè, sao dạ. Nữa nè? Dạ em nghĩ là anh tóc anh nhiều. Đúng. Không, nó được. Cũng hơi nhiều. Cỡ anh Quyền Linh không anh? Hơn anh Linh. Chị không. Lấy chị đảm bảo hơn anh Linh. Dạ thôi, vậy mới cắt tóc quà đó. Cái người đó tuổi già sức yếu rồi là tóc phải ít đi chứ. Đâu có thể nào bằng nam thanh niên kia được. Chờ tuần sau đi biết. Rồi sao nữa nè, tưởng tượng dạ, nữa không? Em nghĩ là anh đang mặc một cái áo sơ mi và một cái quần tay. Mang đôi giày tay. Đúng không anh? Áo sơ mi thì có nhưng quần... sao đúng chứ người ta. Quần tay là không có nghe. Quần jean rách. Quần jean rách hả? Không sao, cá tính. Tại em làm designer, em thích những người cá tính. Ok. Rồi. Thôi nói chung nãy giờ tưởng tượng nó hoàn toàn không có giống bên này. Có mà, có mấy mí mà đúng không? Có, có. Nhưng mà đại khái nó có nhiều thứ không giống lắm. Dạ. Thôi được rồi, kể đó tưởng tượng thôi. Dạ. Chúc gặp tính sau. Dạ. À, nói chung bên đây cũng sáng sủa lắm á. Dạ. Một người phong trần, cũng thư sinh, đẹp trai, cũng giỏi, kiếm tiền từ 18 tuổi. Dạ. Bên đàn gái cũng giỏi, hôm nay hai đứa đều giỏi hết. Thôi. À, ngày hôm nay em có... thiết kế một cái này. Dạ. À, không, em đừng em đừng đứng lên lộ hàng hết, lộ hàng đây, hãy nói với chị em gửi cho ai. Dạ em muốn gửi cho anh trai bên kia. Ừ, dạ. Gửi với thành ý gì? Dạ nó chỉ là lời nhắn của em để gửi cho anh đó thôi. Lời nhắn hả? Dạ. Lời nhắn hay hâm dọa anh hai tay đàng hoàng bên đây, người ta trân trọng lời nhắn của bên nhà gái. Dạ. Gửi cho bên đàn trai. Đàn trai xin phép nhận, có kèm bánh nữa tốt. Đúng rồi Đọc đi em. Dạ. Đọc đi rồi nhớ mãi. Đọc đi rồi cho ý kiến nghe. Đúng không? Em cần cái đó đúng không? Dạ. Đọc lớn lên. Anh à, em là một cô gái bình thường nhưng chắc chắn sẽ khác với tất cả các cô gái khác. Em là người không ngại học hỏi và chăm chỉ để đạt được mục tiêu. Trong công việc em hoàn toàn có thể làm hậu phương hỗ trợ cho anh với tất cả năng lực của em. Trong cuộc sống sau này em sẽ sát cánh cùng anh để chăm sóc gia đình. Cùng anh san sẻ từ việc con cái cho đến gia đình và ba mẹ hai bên. Em đang tìm kiếm người đàn ông có thể chưa có gì trong tay ngay bây giờ, nhưng chắc chắn sau này phải có chí tiến thủ, phải có trách nhiệm với gia đình và lo lắng được cho tương lai. Em không ngại cùng anh vượt qua khó khăn, nhưng anh phải chắc chắn một điều. Anh phải thật sự cố gắng hết mình cho cả hai để không phải vì chuyện miếng cơm manh áo mà sau này nặng lời với nhau. Điều thứ ba, em đưa ra thử thách này. Nếu anh đồng ý, em muốn cùng anh đặt mục tiêu cho tụi mình là anh sẽ đạt được thành công trong công việc và sẽ có được mức lương thu nhập ở con số 30 triệu một tháng. Anh đừng lo lắng, không phải là bây giờ, không phải mình anh cố gắng sẽ có cả phần của em trong đó nữa. Anh chấp nhận thử thách này của em không? Em nói lương em nhiều tháng? Dạ. Nói chơi cái coi nè. Lương em hả? Ừ. Khoảng nhiều tháng? Khoảng bằng cái mức lương bạn đang yêu cầu nữa. Bằng mức lương không? Dạ. Có khi nào hơn không? Cái này bí mật anh. Lập trình viên là lương cao lắm nha. Vâng. Tôi nói cho các bạn biết, lập trình viên hiện nay tôi có thuê lập trình viên rất nhiều rồi. Làm một tháng từ 60 triệu đến 80 triệu chưa chắc người ta nhận luôn. Bạn này bạn sao đó chứ 30 đâu, triệu. Bây giờ bạn bao nhiêu? Bạn lương bạn bao nhiêu? Chắn từ 50 triệu trở lên. Không, nhưng mà hồi nãy bạn nói là bạn bao nhiêu? Bạn nói bạn đang 30 triệu. Thiệt không vậy? Thấy không bạn thiệt. Có bị khiêm tốn không vậy chèn? Khiêm tốn đó. Anh nói... Dạ. Không, nhưng mà thì em nói... giỏi từ lương cả 100 triệu trở lên không? Hỏi coi là... Nhưng mà theo trong cái lời này thì cái mức lương 30 triệu này là của em với bạn cộng lại á. Đúng không dạ, em? Dạ đúng rồi. Hai bạn cộng lại đó hả? Dạ. Trời ơi, chuyện nhỏ. Không, về cái vấn đề mà về tương lai sau này của gia đình với con cái, về cái việc tài chính á, thì em không phải lo. Ừ. Nếu mà em bấm nút làm bạn gái anh á, nếu mà mình tìm hiểu thì em sẽ rõ.
Không có, tại vì anh nếu mà anh lấy vợ hay là nếu mà anh lấy vợ thì anh đã tính hết rồi, tiền sinh con bao nhiêu, tiền sữa rồi, tiền cách khử tính hết rồi, anh em không phải sợ. Lập trình hết rồi. Anh chuẩn bị hết, chỉ cần rác vô thôi. Anh nhá hàng cho em bên đàn gái biết á, lập trình viên lương rất cao, mà lập trình viên giỏi nữa nha. Dạ. Là lương ở 100 triệu tháng là chuyện nhỏ như con thỏ. 5-6 ngàn đô một tháng. Đúng rồi, lập trình viên là từ mấy ngàn đô không? Đó, trời yên tâm ơi. Ha. Dạ. Bé đỏ mặt luôn kìa, bé thử thách gì mà bèo quá. Anh em thử thách thì nhỏ bèo quá. Bèo quá, hai đứa nhập vô có 30 triệu, bèo quá ơi. Bèo rồi. Nhỏ. Được chưa? Dạ. Yên tâm chưa đàn gái? Dạ, em yên tâm rồi, em cảm ơn. Anh bao luôn. Dạ. À, giữ đi em. Dạ, thử thách này đã vượt qua. Vâng. Rồi thôi bây giờ gặp người thân đi cưng. Rồi, ý kiến người thân nha. Cô gái đi với ai vậy? Dạ, em có đi với chị đồng nghiệp và chị ở chung nhà với em. Chị đồng nghiệp ha. Chào chị đồng nghiệp. Chào cô Hồng Vân và chú Quỳnh Linh và mọi người trong trường quay ạ. Thì cháu là đồng nghiệp cùng với lại cơ quan của Thúy và ở cùng nhà với em ạ. Thì Thúy thì là cô gái rất là, thực ra bạn cũng cá tính nhưng mà bạn sống rất là nội tâm và tình cảm. Đó thì Thúy nhìn thì có vẻ là dịu dàng thế thôi nhưng mà bạn khá là cứng rắn á. Và trong công việc thì bạn cũng là rất là quyết liệt. Đó và Thúy thì không ngại những cái chuyện như là thức khuya để làm việc hay là gì đó. Và yêu cầu của khách hàng, của đối tác thì lúc nào bạn cũng hoàn thành đầy đủ. Và tài chính thì do là rất là chăm chỉ, thành ra là không có thể tự lo cho bản thân của mình á. Và bạn nói là cái mức lương mà 30 triệu mà hai người cộng lại thì là bạn khiêm tốn thôi. Tại vì Thúy thì đôi khi là cũng có những cái tháng mà cái lương của bạn nó cũng tầm mấy hoặc là vượt qua luôn. Tại vì Thúy rất là chăm chỉ á. Thì với cái bạn trai bên này thì chắc là khá là hợp với lại cái yêu cầu của Thúy á. Thúy nói là Thúy không yêu cầu ngoại hình thôi, nhưng mà Thúy rất là thích những cái bạn mà ngoại hình sáng sủa, nhìn vừa mắt của Thúy ấy. Đó thì em chỉ thấy, cháu thấy là bạn bên này thì khá là hợp với Thúy. Có điều là thấy bạn Thúy nhà em thì hơi ít nói với lại bạn hơi nội tâm, dễ bắt nạt ấy. Bạn bên này thấy lanh quá cô, sợ là về bạn bắt nạt Thúy ấy. Với lại là bạn có nói là cái chuyện người yêu cũ của bạn ấy mà bạn còn lấn cấn cái tình yêu suốt từ năm lớp 8 đến giờ. Thì không biết là sau này bạn, giả sử như mà bạn đến với Thúy đi, mà cô gái kia thì cô cũng chưa lấy chồng, thế cô lại muốn quay lại với bạn thì bạn tính thế nào? Đó. Hoặc là đó, hoặc là bạn nói là bạn đã tính toán hết cái chuyện như là lấy vợ sinh con rồi này kia thì bạn tính thế nào, con bạn đi học như nào, rồi tiền là bỉm sữa rồi học hành như nào, bạn đã tính như nào rồi thì bạn chia sẻ một chút cho Thúy và mọi người ở đây cùng biết đó. Em chia sẻ đúng không anh? Rồi em nói đi em. Về cái vấn đề mà mối tình lớp 8 á, thì hiện tại thì mình không có còn nhớ đến nữa, nó chỉ là một ký ức thôi, chứ là mình không có lưu luyến. Cho nên là cái vấn đề này thì bạn yên tâm. Còn về việc mình lăn á, lăn ở đây không phải là lăn theo kiểu bắt nạt người khác, mà lăn ở đây là lăn trong công việc, trong các mối quan hệ để mình giao tiếp tốt với lại mọi người xung quanh. Đó là một cái lăn để mà giao tiếp, chứ không phải lăn để bắt nạt người khác. Còn mà về vấn đề mà bạn muốn thắc mắc là mình chuẩn bị những gì như là con cái, tiền sinh đó, cái đấy thì mình đã chuẩn bị trong đầu hết rồi. Cho nên là bạn cứ yên tâm, những cái gì tốt nhất là mình sẽ dành cho người con gái của mình. Yên tâm thì yên tâm rồi, nhưng mà nếu được thì bạn chia sẻ một chút đi. Tại vì nhiều bạn trai cứ hứa hẹn ấy, em cứ về với anh, em yên tâm, em sẽ thế này, em sẽ thế kia. Không, cái đấy thì mình biết nhiều bạn trai cũng hứa hẹn là sẽ yên tâm. Nhưng mà nếu mà bạn muốn chi tiết, ý của bạn là muốn chi tiết luôn gì đúng không? Cũng không cần phải chi tiết, nhưng mà bạn có thể nói là ví dụ bạn nếu như mà bạn đến với Thúy chẳng hạn thì là cái dự định về cuộc sống của bạn như nào, con cái thì sinh mấy đứa chẳng hạn này, sống ở đâu, rồi học cái gì như thế nào. Đó, à, cái vấn đề đấy thì cái vấn đề đấy là sau này với lại mình sẽ học với bạn gái. Ví dụ như con cái thì sẽ học ở trường quốc tế, còn sân ở bệnh viện quốc tế. Rồi nếu mà học thì mình định hướng con cái mình sẽ học theo lĩnh vực công nghệ thông tin luôn, chứ mình không muốn con mình phải đi theo những lĩnh vực khác, tại vì nó cũng là đam mê của mình. Nghe bạn trai chia sẻ thì thấy là hợp với Thúy rồi ạ. Cho con học trường quốc tế, xin bệnh viện quốc tế đó. Nhưng mà cái chuyện mà học gì thì chắc là để con quyết định đi ha. Còn nếu mà nó theo được như là bạn học công nghệ thông tin thì tốt. Tại vì mình là một người hướng ngoại, mình rất thích con mình tiếp xúc với những văn hóa của bên nước ngoài, rất thích tiếng, rất thích. Ví dụ như mình có con nhỏ thì chắc chắn là mình sẽ cho con học tiếng Anh ngay từ bé luôn.
chứ mình hoặc là học được một số rồi. Tiền chị thấy là chút xíu nữa để hai bạn tự nói chuyện với nhau sẽ hay hơn ha. Để gặp nhau đi đã, rồi xong rồi biết có hợp hay không, cái giao diện á, là có phù hợp với nhau hay không, rồi lúc đó các bạn tự nói chuyện với nhau nha. Cảm ơn rồi, cảm ơn bạn nữ. Rồi bây giờ xin mời bạn trai, bạn đi với ai vậy? Dạ em đi với lại anh họ của em ạ. Mời anh. Dạ em là anh họ của Vũ. Em chào chị Hồng Vân với chào anh Quyền Linh với các bạn trong trường quay. Thì em là anh họ của Vũ, cũng ở gần nhà Vũ. Thì được biết Vũ là sống tình cảm, vui vẻ. Còn cái tính mà lanh á, thì do cái đặc thù cái công việc của em á, làm trên online với lại tiếp xúc khách hàng nhiều á, thì em có cái khả năng thì những cái tính tình nó hơi năng động một xíu. Dạ. Còn vấn đề em nói về tương lai á, thì Vũ có chia sẻ với em á, là Vũ cũng đã chuẩn bị cho cái ngày những ngày sắp tới nếu mà lập gia đình rồi. Cho nên nếu em gái có cái yên tâm về vấn đề đó, tại vì Vũ cũng hay chia sẻ với anh điều đó. Rồi, cảm ơn anh. Thôi bây giờ mở rào cho hai trẻ gặp mặt đi nha. Đúng rồi, mở rào thôi. Rồi, chúng ta sẽ có một cuộc đối thoại trực tiếp giữa hai người. Mở rào. Em rồi nói bình tĩnh, tự tin, quyết thắng. Dạ. Tiến lên. Tiến lên nhận quà, trao quà nào. Có món quà tặng bạn. Dạ, em cảm ơn. Tại mình tính mua hoa nhưng mà mình lại thấy bạn như một đóa hoa rồi, cho nên là mình đứng tặng đó, quà cho bạn. Đứng đó mở quà đó luôn. Dạ. Hai bạn đứng đó nói chuyện mở quà đó xem. Em tặng anh bức tranh em vẽ về Đà Lạt á anh. À đẹp. Anh có đi Đà Lạt bao giờ chưa anh? Anh đi đúng một lần năm học cấp 3, tại vì anh ít khi đi du lịch xa, tại vì mỗi khi đi xa là anh thấy nhớ nhà. Cho mọi người xem bức tranh đi. Dạ đây. Wow. Rồi, đứng nào, cái quà của anh bạn trai là gì bạn nào? Dạ, em cảm ơn anh. Dạ, dạ. Quà của anh đa dạng. Anh tặng em một con gấu bông. Dạ. Một cái lắc tay. Dạ. Với lại một cái đồng hồ thông minh. Với lại một cái lọ đựng hoa để em trưng trong phòng cho đẹp. Với lại có một cái tấm thiệp. Em mở cho em xem. Đọc tấm thiệp đi, đưa cái quà đây chị cầm. Dạ. Rồi. Em cảm ơn. Người cô đơn trái tim rất dễ tổn thương. Nếu em không ngại hãy để anh làm mảnh ghép còn lại trong trái tim em nhé. Dễ thương quá anh. Bình thường anh nói chuyện cũng ngọt ngào vậy. Không, bình thường anh thường anh nhắn tin hay anh ghi giấy thì anh ngọt thôi, chứ nói chuyện anh ngại nói ngọt lắm. Rồi mình cất vô đây đi nào, xong rồi mình trò chuyện với nhau đi nào. Dạ. Ngồi. Rồi. Dạ. Chúng ta bắt đầu trò chuyện đó các bạn. Cảm nhận về nhau. Lần đầu tiên các bạn gặp mặt, nãy giờ mình trò chuyện rồi, bây giờ mình gặp trực tiếp đó, mình cảm thấy thế nào? Em có giống như trong anh tưởng tượng nãy giờ không? Thì cũng giống á. Anh nghĩ ở sau bức màn nãy giờ em là một người ngoại hình như thế nào? Thì anh nghĩ là em một người ngoại hình nhỏ nhắn. Dạ. Dễ thương, xinh xắn. Có giống như cái mẫu người mà anh muốn, có giống như Miu không anh? Cũng được. Không phải, cái Mizu là chẳng qua là anh đưa ý tưởng vậy thôi, nhưng mà không phải giống 100% được. Dạ. Em cũng là vô tiêu chuẩn của anh, đúng cô của anh. Em có nhận xét gì về anh không? Nói chung em rất là thích con trai năng động, và em thấy anh cũng làm nghề liên quan tới công nghệ giống em rất là thích. Dạ. Với lại em thích con trai đeo mắt kiến nữa, hồi nãy không nói. Để mới kiến nhìn tri thức. À, vậy dạ. Thì không biết là em có ý định mà lập gia đình sớm không, hay là em dự định muốn của là anh mình tìm là hiểu bao kỹ? Giờ lập gia đình? Không, dự định của anh thì anh tôn trọng quyết định của bạn nữ, nhưng mà theo anh á, thì mình tìm hiểu kỹ á, thì mình lúc mà mình lấy nhau thì nó đỡ được những cái giống như là những cái mâu thuẫn. Tại vì nếu mà
mình quen mà 2-3 tháng mình lấy nhau liền thì nhiều khi có mâu thuẫn dẫn đến lục đục á. Dạ. Thì anh đang muốn hỏi em là theo em thì quan điểm mà về hôn nhân gia đình, ví dụ như thời gian mình quen nhau rồi mình lấy nhau thì em muốn sinh bao nhiêu đứa thì em có thể chia sẻ với anh không? Theo em á, thì cái chuyện quen lâu hay không nó không quan trọng bằng cái chuyện mà đủ duyên nợ thì mình đến với nhau. Dạ. Còn sinh bao nhiêu đứa cái đó là chờ cho rồi anh. Không, nhưng mà cái theo nguyện vọng của em á. Dạ, chắc là 2 đứa, có trai có gái. Đúng mà rồi, nói chung đấy, em thích con rồi, gái. Tại vì anh thấy sinh vậy thôi dễ dạy. Dạ. Chứ sinh nhiều quá khó quản lắm em ơi. Dạ. Khó quản lý á. Nhưng quan trọng là anh có lo được hết hay không? Không không, thì sinh là chắc chắn phải lo được rồi. Nhưng mà em đang sống ở, dạ, ở trong 3. Sài Gòn luôn hả? Dạ. Em sống với ba mẹ hay là sao? Em sống với chị ở dưới. Em thuê nhà ở chung với chị. À, em thuê nhà ở chung với chị. Dạ. Còn ba mẹ em ở dưới... Ở Đà Lạt anh. À, Đà Lạt hả? Dạ. Anh cũng thích Đà Lạt lắm á. Nhưng dạ, mà anh có lý do để đi Đà Lạt rồi đó. Thì đó, anh không ngại đến Đà Lạt đâu. Anh chỉ cần em đi cùng anh thôi. Dạ. Nhưng mà thì đúng, à, tại vì trước anh có đi Đà Lạt nhưng mà đấy là năm cấp 3 anh có đi đúng một lần rồi, còn sau đó đi là anh không có đi Đà Lạt. Dạ. Tại vì không có ai đi cùng với anh hết á. Lâu nay em cũng đi về Đà Lạt và đi có một mình thôi, em cũng muốn có người đi cùng với em. À. Nhưng mà em thường nếu mà em có thích đi du lịch không? Dạ có anh. Thường thì em đi du lịch thì em đi xa không hay là em đi Em chỉ đi trong nước thôi. Không, anh biết rồi, trong nước, nhưng mà ý là em đi bằng xe máy đi phượt, dạy đi phượt hay là em đi như nào? Em không có thích đi phượt lắm. Cái đấy giống anh á. Dạ đúng. Tại rồi. Vì ngồi xe lâu mệt dạ, lắm. Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Cái thời gian đó mình có thể dùng để đi chơi nó thoải mái hơn là thời gian ngồi xe nó rất là mệt. Dạ. Đúng rồi. Thế tại vì anh thường nếu mà anh đi du lịch là anh phải đi máy bay không mà, chứ anh đi xe là anh chịu, anh không đi được điểm xe. Điểm đó anh với em hợp nhau rồi. Nhưng mà thời gian rảnh em hay làm gì? Dạ thời gian rảnh thì em đi tập gym hoặc là đi bơi. Dạ. À, em có thích xem phim đọc truyện hay là em có thích nghe nhạc hay gì không? Dạ cũng có. À, em có hay đi ăn uống với bạn bè? Dạ có, em chỉ đi ăn với hội chị em bạn gì của em và đi shopping. Nói chung là cuộc sống của em quay quanh chị em bạn gì của em thôi. Hoặc là phòng gym, hoặc là công việc, vậy thôi. Anh thì lúc trước anh có tập gym nhưng mà anh nghỉ cũng chắc cũng nửa năm anh không tập gym rồi. Anh thì bình thường anh làm việc, anh ngồi máy tính một ngày có khoảng mười mấy 20 tiếng là anh ngủ ít. Nhưng mà cái sở thích của anh là đọc truyện, xem phim với lại anh nghe mấy cái nhạc nào mà hay hay thì anh hay edit lại mấy cái video để xong anh up lên Facebook anh để lâu lâu anh vô anh nghe. Thì sau chương trình đó em add Facebook anh là em sẽ biết được anh làm anh hay là up gì trên Facebook á. Em cũng hay dựng phim. Hai đứa nói nhau về cái tiêu chí này em đề ra đó. Dạ. Bàn cái tiêu chí này đề ra. Em có gì em có hỏi gì anh không? Những cái nãy em viết trong đó anh có cảm thấy là yêu cầu quá cao không hay là quá sức đối với anh hay không? Không, những cái yêu cầu trong đó thì không có quá sức đối với anh. Đó dạ. Cũng đó là những cái mà đúng khi mà xác định mà lập gia đình đó. Dạ. Tương lai của hai vợ chồng, con cái rồi gia đình, ba mẹ hai bên đó, thì đó là những cái đó đúng, không có gì mà phải bàn cãi hết á. Dạ. Chúng ta quan điểm về hôn nhân gia đình thế nào? Mỗi người chia sẻ với nhau đi. Theo anh em chia sẻ chứ. Anh nhường cho em á. Dạ. Nói chung là em rất là cần một người đàn ông chung thủy. Em chỉ cần là anh yêu một mình em thôi được không? Em không có thích là anh thả thính với mọi người xung quanh. Em biết xung quanh là có rất là nhiều người đẹp nhưng mà em cần anh chung thủy với em, anh làm được không? Cái đấy thì được, tại vì anh thường anh về nhà, anh ở trong nhà mà anh ít ra ngoài đường lắm. Tại vì thường mà anh đã đi ra khỏi nhà là anh chỉ có đi siêu thị mua đồ ăn. Dạ. Hoặc là anh đi mua đồ ăn thôi chứ anh không có đi chơi, cũng không có bạn bè gì nhiều hết á. Đa số là đối tác của anh là bên nước ngoài. Em là người gốc Hoa đúng không? Dạ đúng rồi. Em có biết tiếng Trung không? Dạ biết ít ít thôi anh. Dạ. Tại vì đối tác của anh cũng có người bên Trung rồi người bên Mỹ nữa. Dạ. Thì nếu mà em biết thì sau này về hỗ trợ anh. Nhưng mà đã có gốc rồi thì học cũng nhanh mà. Dạ, học lại nhanh. Không, em nói vui vậy thôi chứ bây giờ Google hiện đại chị ơi, cỡ nào cũng dịch được hết á, cho nên là em chỉ nói vui vậy thôi. Em có gì muốn hỏi anh không? Em hỏi về vấn đề làm dâu đi. Ví dụ như là em có ngại làm dâu không? Dạ không. Không mà, mà anh nghĩ là em nấu ăn ngon với lại em biết về gia đình nhiều, biết quan tâm gia đình thì cái việc làm dâu chắc không khó với em ha. Dạ, em nếu như mà mình được sống với người lớn thì mình học hỏi được nhiều kinh nghiệm thì em thấy vậy là tốt thôi. Chứ đúng không có gì phải ngại hết. Đúng, đúng. Cái đấy anh tán thành. Nhưng mà em hỏi lại đi, bạn có gia trưởng không? Bạn trai có gia trưởng không? Anh có gia trưởng không anh? Không, không. Cái gia trưởng thì anh không có gia trưởng.
anh, tại vì anh độc lập từ năm 18 rồi. Trước khi mà anh làm cái ngành lĩnh vực của anh hiện tại, anh đã trải qua rất là nhiều nghề. Nghề nào anh cũng làm hết đó. Đó, cho nên là cái vấn đề gia trưởng thì anh không có. Bây giờ anh có cái lập trường riêng. Ví dụ một câu chuyện mà hai đứa tranh cãi với nhau quyết liệt luôn, cuối cùng ai sẽ là người nhượng bộ? Rồi trao đổi với anh, nhau thử xem. Nếu như mà mình xảy ra mâu thuẫn á, thì anh có thể nói là anh sai rồi, anh xin lỗi em, anh xin lỗi em trước được không? Không, cái đấy thì được em. Tại vì anh thường anh hay nhường anh gái không? Anh với lại bình thường nếu mà có cãi nhau hay gì, anh không, anh ghét nhất là cãi nhau. Anh ghét nhất là cãi nhau hay là mâu thuẫn gì, anh ghét mà ai mà to tiếng không? Anh chỉ thích yên tĩnh nhẹ nhàng thôi. Nếu anh có sai, anh không có sai, anh có xin lỗi em không? Không, nếu mà anh không sai thì anh vẫn xin lỗi em, nhưng mà sau đó anh sẽ giải thích cho em. Đúng rồi, anh sẽ bào chữa cho anh chứ. Anh chứ mà anh im lặng hoài là anh chấp nhận. Dạ, em rất là hiểu chuyện. Em sẽ không bao giờ làm cho anh khó xử hoặc làm cho anh mất mặt trước đám đông. Nhưng mà ý là khi có hai bọn mình mà hai bọn mình cãi nhau á, thì em vẫn luôn luôn muốn là anh nhường em trước. Không, thì đúng rồi, tại vì thường là mình phải nhường chứ. Dạ. Phải nhường. Anh rất là hiểu chuyện cho nên là em cũng yên tâm. Anh cũng hiểu chuyện cho nên là em không phải lo cái vấn đề mà tại vì cái anh khó lắm á nha. Dạ. Cái đó khó lắm á. Sao khó? Nhiều khi mình không có sai mình phải xin lỗi là cũng khó lắm á nha. Không, một... nhắn tin xin lỗi đâu có gì đâu anh, nhắn tin anh à, nhắn tin xin lỗi hả? À, dạ. Hai đứa đang cãi nhau mà nhắn tin gì? À không, đang cãi nhau thì thôi thì mình ấy à, không. Không, thì bạn ấy nói thì em im lặng vậy thôi, thì em nghe thì em trả lời. Nhưng bạn ấy muốn là cho dù em sai đi nữa, trong chuyện tranh cãi với nhau em không, phải xin lỗi trước. Thì nói, tại sao vậy em? Tại sao vậy? Giờ sao? Không, anh xin lỗi. Được không? Dạ. Được không? Không, bạn cãi thì em bỏ đi vô phòng đóng cửa không, lại. Không, sau đó không, em bạn muốn em xin lỗi mà. Sau đó em nhắn tin được không? Nhắn tin thì hỏi bạn chứ hỏi anh chi. Không sao, bây giờ tại anh vì chưa thường làm ví dụ như em mà la được một vấn đề nào đó hay gì đó thì anh sẽ vào phòng đóng cửa lại, xong rồi chờ một hồi em nguôi giận thì anh mới nói chuyện tiếp. Chứ anh ngại mà nói. Tại vì tính anh rất là ít khen ai hết á. Dạ. Rất là ít khen, mặc dù người ta làm cái gì đó giỏi hay là người ta nộ hay là bất kể cái gì nhà anh ít, rất là ít khen, anh chỉ để trong bụng không mà. Đó. Vậy là được rồi anh. Không sao đâu, yên tâm đi, anh không có bắt nạt em đâu. Dạ. Thật sự mà nói á, em cũng đừng có phải 100% dạ, là lúc nào người ta sẽ đúng, người ta vẫn phải xin lỗi. Có những thứ lúc mà tranh cãi nóng nảy quá thì cũng thể xin lỗi được đâu. Có thể là lúc đó người ta giận người ta bỏ đi đóng cửa phòng cũng được, khoan xin lỗi cũng được. Dạ. Nha, chứ không phải lúc nào cũng phải xin lỗi. Theo dạ, anh là như vậy, nhường nhau chút đi mà, thấy không? Dạ. Rồi anh thấy hai em nói chuyện rất là hợp với nhau. Dạ. Hai em á, gần như là anh thấy rằng á, là nói chuyện rất là gọi là nó cuốn hút. Đứa nào cũng giỏi cả. Bây giờ thế này, mình giao lưu chút xíu văn nghệ để mình có cảm xúc thêm nhiều nữa để chúng ta đưa đến quyết định nha. Dạ. Rồi em có thể tiến tới và nắm tay cô gái nói điều gì đó hoặc hát một bài nào đó, đó để mình trao cảm xúc cho nhau thử xem. Em hát dở, em nhường bạn gái hát thôi, trước em nữa. Không hát được thì em cứ đứng nắm tay nói gì cũng được. Dạ, muốn dạ, nói dạ, gì không, cũng làm gì làm, anh nói với em cũng được, không cần phải hát đâu. Đứng dạ, lên nắm tay cô gái và muốn nói gì nói. Rồi, nắm tay cô đứng lên đi dạ, cưng. Người ta đưa tay nãy giờ rồi không chịu nắm nữa. Anh sợ em vậy luôn. Không, tay anh ra mồ hôi cho nên anh ngại nắm tay. Anh nắm tay kia được không? Được. Em đâu có ngại đâu. Rồi anh nói gì với em đi. Anh hy vọng là em và anh có thể cho nhau cơ hội tìm hiểu nhau. Dạ. Anh thấy em thì anh cũng rất là mến em. Dạ. Tí nữa bấm nút nha. Bấm nút. Như là bạn cũng ngại, tức là dạ, không quen nói những cái lời ngọt ngào. Dạ đúng rồi, đúng rồi đúng chị không? Tại vì em thường thì mấy cái lời ngọt ngào thì em thường em nhắn tin hoặc là em viết, chứ em không có, em ngại cái nói cái chứ lời ngọt ngào ra ngoài á. Dạ đúng không? Ví dụ không như có hai người với nhau á thì em có thể nói được, nhưng mà đầy đông quá em ngại lắm chị ơi. Vũ ơi, dạ, không cần nói ngọt ngào gì hết, em nghĩ trong lòng mình sao, em nói với cô gái đi, vẫn cứ nắm tay nói những cái gì mình suy nghĩ về đối phương, cứ nắm tay cho nó đẹp đấy. Giống bắt tay thôi mà sao anh ngại em vậy? Tại vì tại anh chạy mồ hôi nên là anh ngại nắm tay. Nói đi Vũ, những cái gì mình suy nghĩ về cô gái? Thì đầu tiên thì em thấy bạn gái rất là dễ thương. Biết nấu ăn là em rất là thích. Rồi
Nếu mà chúng ta có cơ hội thì anh sẽ trân trọng những cái thời gian mà ở bên cạnh em. Dạ. Để chúng ta tìm hiểu được nhiều hơn và sau này nếu mà hợp thì mình có thể tiến tới hôn nhân. Anh cũng rất là thích Đà Lạt á. Anh rất thích không khí Đà Lạt. Dạ. Anh có muốn lên Đà Lạt mua một cái ngôi nhà xong rồi mình lên đó nghỉ dưỡng không? Anh hả? Anh có bao giờ đặt một cái target như vậy không? Anh thì đặt target là ở thành phố không mà, tại vì thường tại vì ba mẹ anh sống ở đây thì anh muốn mua cái nhà mà gần đây, còn nếu mà sau này mà có dư dả thì mua căn ở trên Đà Lạt để dành cũng được, rồi cuối tuần về đây du lịch cũng được. Dạ. Có nhà vợ trên rồi mua chi? Dạ. Có nhà vợ trên đó rồi. Hai ông quên mất rồi, đúng rồi, quên mất. Rồi đó thôi, chị thấy là bạn này bạn không có rồi. Quen nói những cái lời hoa mỹ. Dạ. Rồi chúng ta quay ghế ra phía trước. Bây giờ chúng tôi đã để thời gian cũng khá dài để các bạn có thể trao đổi về rất nhiều thứ, được sự chia sẻ từ người thân, cùng với trao đổi về cảm xúc. Chúng ta đi đến quyết định xem có đồng ý hẹn hò với người đối diện hay không. Nếu như chúng ta cảm giác đây thật sự là một sự rung động thì chúng ta cho phép trái tim mình ấn nút, còn nếu không thì không cần ấn nút. Quyết định bấm nút là phải có trách nhiệm với điều đó. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Tốt rồi. Hồi hộp quá hai người có thể nắm tay nhau được rồi. Bắt đầu từ giây phút này, các bạn đã đồng ý hẹn hò với nhau trên sóng truyền hình, trước mặt là bạn bè, bà con, thậm chí người thân, người nhà của các bạn nữa. Những cái gì chúng ta hứa từ nãy giờ, nó là một biên bản về tình yêu không thể thay đổi được. Nếu chúng ta làm đúng như thế, chắc chắn rằng mối tình này sẽ được thăng hoa. Đơn giản là như thế. Rồi thôi, hãy mình nắm tay nhau. Đi cưng, nắm tay đi. Đó. Rồi thôi mình trao nhau cái nụ hôn đầu tiên đi cưng. Anh xin phép hôn em nhé. Anh nghĩ cô bé cũng là một cô gái rất là hiện đại ha. Hai đứa rất là dễ thương luôn. Nếu như được sự hỗ trợ của bạn bè, của người thân thì anh nghĩ rằng mối tình của các bạn sẽ rất là tuyệt vời luôn. Chúc các bạn sớm hiểu nhau, yêu nhau và đi đến một cái kết là về chung một đội nhá. Yeah. Yên tâm, về đội của em thì không phải suy nghĩ nhiều đâu. Về đội của em thì sướng lắm. Rồi đứng xếp ra đây. Đứng xếp ra đây bạn. Vẫn cứ nắm tay nhau, đừng buông tay ra. Đúng rồi. Chúng ta đã đồng ý hẹn hò rồi, cứ nắm chặt tay nhau để vượt qua nhiều giông bão của cuộc đời để cùng đến một cái đích, đó là tình yêu thương với nhau. Rồi. Nhân đây thì em cũng cảm ơn anh Quyền Linh, chị Hồng Vân và ekip chương trình. Và đặc biệt là chị Trúc biên tập đã giúp đỡ em tìm được một bạn mẫu, một bạn một người bạn, một nửa một còn lại của em thật. Chị Trúc đúng không? Ưng ý của em là chị Trúc biên tập á. Dạ. Chị Trúc showbiz ha. Dạ, chị Trúc showbiz á. Rồi. Đây là món quà mắc ha, viên uống mọc tóc ngăn ngừa rụng tóc. Em cảm ơn. Rồi. Còn đây là một cái voucher giảm 50% khi các bạn đi mua những vật dụng làm mát cho gia đình. Dạ. Đến từ thương hiệu Robot. Và đây là Dunhan LED tự hào LED Việt tặng quà cho các bạn. Với một cái đèn LED, tôi xài cái này rồi nha, rất là sáng, sáng ơi là sáng, và cái này cũng rất là tốt. Đây là nước Lãnh Thạnh, nước khoáng kềm thiên nhiên gửi tặng các bạn. Nhiều quá. Ừ, nhiều quà quá. Còn đây là cái bộ son môi Yurika tặng riêng cho bạn nữ ha, của thép Vina QA, thép Nhật Bản. Và nếu như là hai bạn đăng ký kết hôn thì hai bạn sẽ có một món quà trị giá là 20 triệu từ thương hiệu thép Vina QA làm quà cưới cho các bạn. Nhé. Anh cảm ơn chị. Rồi. Những gì chúng ta tặng hãy giữ lấy. Nó là một kỷ niệm không bao giờ quên, nó sẽ cùng đi theo tình yêu của các bạn. Nè con, đó nãy xin á, tôi cho nguyên hộp. Trong đó có cái bánh của tôi cho luôn nha. Không thể dám để lại cho chị Hồng Vân. Còn tôi rồi. Đâu? À, có phần anh luôn, thì anh đừng lo. Nè cưng, cầm bánh đỡ cho bạn tôi. Đi. Em phải cầm đi nó mặn. Đúng rồi. Rồi.
Thôi, chúc hai bạn hạnh phúc nha. Em cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Cảm ơn chị. Kìa, để cho người ta con gái ta đi trước kìa.